Chị Lượng dục Ngân, cô con gái 17 tuổi. Nhanh lên con, vớt nốt mấy khóm lục bình ở góc này, hai mẹ con mình về, để còn kịp giờ đến lớp nữa. Cô con gái đầu đội nón tươi cười đáp lại mẹ. Vẫn còn sớm mẹ ạ, mình cứ vớt thêm 10-15 phút nữa rồi hẵng về. Con về còn ăn sáng nữa chứ, ngày nào cũng nhịn rồi sấp sấp ngửa ngửa đến lớp, có ngày lại ốm ra đó con. Con không sao đâu mẹ. Nói rồi, hai mẹ con nhà chị Lượng lại cặm cụi vùi đầu vào mà làm, tay chân chẳng được nghỉ ngơi. Chân đạp mái chèo, tay nhanh thoăn thoắt vớt những khóm lục bình. Cô con gái nhỏ nhanh nhẹn làm việc trên chiếc thuyền nhỏ chẳng có chút lóng ngóng nào. Mà cũng phải thôi, Ngân đã theo mẹ đi vớt bèo từ năm cô lên 12-13 tuổi, thì đến giờ công việc ấy đối với cô quá đỗi quen thuộc rồi. Nếu có ai có dịp đi ngang qua bờ sông Vàm Cỏ Đông mỗi buổi sáng sớm thì chẳng khó mà bắt gặp hình ảnh của người mẹ gần 35 tuổi và cô con gái nhỏ đang lênh đênh trên sông nước để vớt những khóm lục bình trôi. Đều như vắt chanh, mỗi ngày từ hơn 4 giờ sáng khi mặt trời vẫn còn đang yên giấc ngủ ngon, người dân xóm Lục đã thấy ánh đèn lấp lánh ven sông phát ra từ chiếc thuyền nhỏ của mẹ con chị Lượng. Bà con làng trên xóm dưới nhiều khi thương cảm cho chị Lượng, nhưng họ cũng chẳng biết phải làm sao, vì trong xóm Lục này chẳng mấy nhà được dư giả, họ chủ yếu là lao động chân tay để kiếm kế sinh nhai. Nhiều bà lão đi qua gần hết cuộc đời, mắt đã tèm nhèm, nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng chị Lượng nổi trôi giữa dòng nước là lại buông lời thương hại. Nhà chị Lượng kia chẳng khác nào kiếp lục bình trôi, lênh đênh trên sóng nước, chẳng biết khi nào nổi khi nào chìm. Hay có cô đi chợ sớm qua ngang dòng sông Vàm Cỏ Đông thì nghĩ trong bụng, rõ là đẹp người đẹp nết mà số kiếp lại long đong quá, chẳng có nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào. Lục bình bao mùa trôi nổi trên dòng nước, là bấy nhiêu mùa chị Lượng còn gắn bó với con sông. Nước vàng lặng, lục bình xanh với những bông hoa tím khi đứng bình yên bên nhau, lúc lại lững thững trôi. Ngày bão về, lục bình bị con sóng đánh dạt vào những bãi bờ ven sông, nó chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Nhiều khi chị Lượng nhìn những cây lục bình giữa dòng nước mà nghĩ về phận mình, âu cũng là một kiếp nổi trôi. Chị nhớ về mình của những ngày tháng tuổi 18 đôi mươi với giấc mơ đến trường. Chị Lượng yêu vô cùng những ngày được đạp xe cùng lũ bạn trên con đường đất đỏ để đến với lớp học. Đã bao lần từ con đường ấy, chị Lượng để mình ngắm nhìn sắc tím trải dài của những bông hoa lục bình, một màu tím thủy chung và son sắt. Cánh hoa mỏng manh, những mưa gió bão bùng cũng chẳng dễ vùi dập nó. Nhìn những bông hoa tím biếc ấy, chị thấy yêu nơi chôn nhau cắt rốn của mình và mơ ước về tương lai. Trong ký ức non nớt của một cô bé lớp 12 khi ấy, chị Lượng nhìn một vài khóm lục bình lạc trôi ra xa dòng nước, chị lại ước sau này mình được giống như thế, vượt qua không gian hẹp để đến với những vùng trời mới với bao điều mới mẻ. Nhưng cũng có khi nhìn bông hoa bung nở dưới ánh nắng sớm, chị lại ước mong về một tình yêu tuyệt đẹp. Và đã có một thời, dòng lục bình trở thành nơi gửi gắm những ước mơ khát vọng của cô gái thôn quê. Ước mơ được gửi trao, nhưng hiện thực hóa được nó hay không lại là vấn đề khác, mà đâu phải lúc nào quyền quyết định cũng nằm ở trong tay ta. Chị Lượng năm ấy khao khát được trở thành chiến sĩ cảnh sát, được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, nhưng rồi tất cả chỉ còn là trong dĩ vãng mà thôi. Tháng 1 năm đó, ông chiến bố chị Lượng bị tai nạn xe gãy xương cột sống và mất đi khả năng lao động. Từ ngày bố xảy ra chuyện, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai của bà Thoa, mẹ chị Lượng. Để có tiền chữa chạy cho ông Chiến, bà Thoa đã phải chạy vạy khắp nơi. Những ngày bố nằm viện, chị Lượng phải nghỉ học buổi chiều để ở nhà lo công việc cho gia đình thay mẹ. Chị đón đưa thằng Dân, cậu em trai lên 7 tuổi đi học, rồi khi đi học về chị lại nấu cám cho lợn ăn. Chiều đến lại tranh thủ ra ngoài đồng cắt cỏ cho bò. Cả tháng trời bố nằm trong viện, chị Lượng một tay làm hết mọi việc. Cũng có lúc chị thèm được đi học thêm như lũ bạn, nhưng rồi nghĩ lại hoàn cảnh nhà mình, chị chỉ biết tự nhủ với bản thân phải gác lại ước mơ của cuộc đời. Ngày bố ra viện, chị Lượng mừng lắm,
Vì sau những giây phút lo lắng đợi chờ, cuối cùng bố cũng đã được về nhà cùng với gia đình. Và phải chăng những lúc bình thường, người ta thường có thói quen mơ tưởng về những điều xa hoa lộng lẫy. Nhưng khi có biến cố xảy ra, ta mới hiểu sức khỏe là thứ quý giá nhất trên đời này. Vui mừng vì bố đã được bệnh viện cho về nhà, nhưng ngay sau đó, gia đình bà Thoa phải đối diện với những âu lo về khoản nợ lên tới gần 100 triệu đồng. Chị Lượng thường thấy bà Thoa nén những tiếng thở dài vào bên trong để cố gắng bươn trải cuộc sống, để có tiền trả nợ, lo thuốc thang cho ông Chiến và chi tiêu cho sinh hoạt gia đình. Vì sức khỏe yếu nên bà Thoa cũng chẳng thể đi làm thuê cuốc mướn cho người ta được, nên bà đành bắt thêm vài con lợn để nuôi, nhưng mong ông trời thương cho có chút tiền lãi. Và kể từ ngày mẹ bắt thêm giam ba con lợn, chị Lượng có thêm công việc nữa để phụ giúp mẹ, đó là đi vớt lục bình về thái cho lợn ăn. Chẳng còn thả trôi những giấc mơ, lục bình giờ đây đem lại nguồn thức ăn cho vật nuôi trong nhà chị. Nó giúp cho bà Thoa đỡ một khoản tiền mua cám cho lợn ăn. Ngày tháng cứ thế mà trôi đi, chị Lượng cũng dần quên đi ước mơ của mình. Chị coi việc đỡ đần gia đình là chính. Đàn lợn ngày một lớn hơn, và chỉ sau hơn 3 tháng, bà Thoa nhẩm tính, cố thêm tuần nữa là cho chúng xuất chuồng. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Đúng thời điểm đó dịch bệnh bùng phát, giá lợn hơi tụt giảm, khiến bao nhiêu nhà chăn nuôi lao đao, có nhà phá sản cũng vì chăn nuôi. Bà Thoa dù chẳng muốn nhưng cũng phải bán đàn lợn với giá rẻ. Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của bà Thoa mà chị Lượng thương mẹ vô cùng. Khoản nợ thì vẫn còn đó, mà tiền trong nhà thì chẳng có là bao. Đã mấy lần chị thấy bà Tám chạy qua chạy lại cuối mỗi buổi chiều mà đòi nợ. Như mọi khi, cứ khoảng 5 rưỡi chiều đi làm về ngang qua cổng nhà chị Lượng là bà Tám lại ghé vào nhà. Bà gọi lớn, cô Thoa có nhà không đó? Nghe thấy tiếng gọi, bà Thoa đang cho đàn lợn con ăn dở, bèn chạy vào sân. Nhìn thấy bà Tám, bà Thoa đủ hiểu chuyện gì rồi. Bà Thoa nói, chị Tám đó ạ, chị vào em uống nước cái đã. Bà Tám gạt đi và vào thẳng vấn đề. Thôi, nước nôi gì tầm này, nhà cô đã có đủ tiền trả tôi chưa? Mấy nay dịch bệnh, nhà tôi cũng đang khó khăn quá. Bà Thoa bèn năn nỉ bà Tám. Dạ, em cảm ơn anh chị đã cho vợ chồng em vay lúc vợ chồng em khó khăn. Em cũng định bán đàn lợn vừa rồi gửi lại cho chị. Mà đúng thì bán được lợn, giá nó lao dốc quá chị ạ. Chị cầm trước giúp em 20 triệu, còn 10 triệu chị cho em thư thư mấy bữa. Nói rồi, bà Thoa chạy vào nhà, lấy hết số tiền vừa bán lợn ra, đưa cho bà Tám. Bà Tám có vẻ bực mình mà nói, chán với nhà cô ghê đấy. Vay đến cả mấy tháng rồi mà cũng không thu xếp gửi trả được cho nhà tôi. Tôi mà không gặp bước khó khăn thì tôi cũng có đòi cô mà làm gì. Nói rồi, bà Tám cầm tiền đếm. Bà Thoa đáp, em biết anh chị tốt với vợ chồng em mới cho vợ chồng em vay ạ. Xin anh chị cho vợ chồng em thêm mấy bữa nữa ạ. Bà Tám đếm xong tiền thì nói, thôi được rồi, nể tình người làng với nhau, mà vợ chồng cô chú cũng thật thà, nên tôi cho nhà cô thêm một tháng nữa, cố mà thu xếp rồi mang sang nhà gửi tôi. Bà Thoa liền mời, dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều, chị lại nhà uống nước đã. Thôi, cô làm gì thì làm đi, tôi về cơm nước kẻo muộn. Dạ, thế em chào chị. Nhìn thấy cảnh nhà luôn trong tình trạng nợ nần chồng chất, Lượng cảm thấy thương bố mẹ thật nhiều. Chị mong sao qua ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia để có thể đi làm phụ giúp mẹ. Ở cái tuổi 18, khi bạn bè cùng trang lứa đang tất bật vùi đầu vào những lò luyện thi, say sưa giải những đề thi thử, thì Lượng lại bận bịu với công việc đồng áng, rồi tranh thủ chập tối sớm mai cùng bà Thoa đi vớt lục bình. Thời gian rồi cũng dần trôi đi, Lượng bước vào kỳ thi với tâm thế thoải mái, vì chị chỉ cần tốt nghiệp mà thôi. Sau ngày đó, chị nhanh tay nộp đơn xin việc vào công ty giày da trên huyện. Công việc giúp chị có thu nhập và có thể gửi tiền về cho bà Thoa để bà trả bớt nợ nần. Vốn là cô gái xinh đẹp lại chăm chỉ, nên Lượng được nhiều chàng trai trong làng để ý và tán tỉnh. Nhưng chị chẳng có thời gian đâu mà bận tâm vào mấy chuyện yêu đương ấy. Qua đi một năm gắn bó với công ty giày da, Lượng cũng giúp được gia đình trả nợ số còn lại. Giờ đây, khi không còn khoản nợ treo lơ lửng trên đầu mỗi sáng thức dậy, Lượng nhẹ lòng hơn. Giờ chị chỉ mong sao bố mẹ luôn mạnh khỏe. Chị nói với bà Thoa, mẹ ơi,
Giờ nhà mình cũng đã trả xong nợ rồi, mẹ đừng tham công tiếc việc kẻo lại ốm ra thì khổ mẹ. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả mẹ ơi. Bà Thoa đáp lại con gái, mẹ biết mà, may gia đình mình còn có con chứ không thì mẹ cũng chẳng biết bao giờ mới trả xong món nợ ấy. Mẹ biết vì gia đình con đã phải gác lại ước mơ của đời mình, nhưng lúc ấy hoàn cảnh nhà mình nó vậy, mẹ cũng chẳng biết làm sao. Chị Lượng đáp lại mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều làm gì ạ. Phận làm con cũng cần có trách nhiệm với gia đình mà mẹ. Bố mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn bao năm rồi. Rồi bà Thoa nói với con gái, mà năm nay con cũng ngoài 19 tuổi rồi, mẹ thấy cũng có nhiều đứa để ý con. Con xem ai tốt thì mở lòng, rồi sớm yên bề gia thất, xây dựng hạnh phúc cho mình con ạ. Con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu, con muốn giúp đỡ bố mẹ lo cho em Dân ăn học nên người. Bà Thoa cố khuyên nhủ con gái, con đừng chỉ nghĩ cho bố mẹ và em, con gái có thì của nó thôi. Con cứ như thế thì lại lỡ dở cả một đời. Giờ trả hết nợ nần rồi, mẹ ở nhà chăn nuôi trồng trọt cũng lo được cho em con ăn học mà. Mà mẹ thấy thằng Đăng, con nhà bà Tâm cũng được đó con. Thằng bé chăm chỉ hiền lành mà tốt tính lắm. Lượng chỉ cười và không đáp lại mẹ nữa. Thực ra anh Đăng cũng đôi ba lần nhắn tin hỏi thăm Lượng. Cả hai cũng đã có những chia sẻ về cuộc sống, về gia đình cho nhau nghe. Anh Đăng hơn chị 3 tuổi, đang làm xây dựng trong làng. Dù chỉ biết nhau một thời gian ngắn, nhưng chị Lượng cũng đã ấn tượng với anh Đăng bởi sự thật thà chất phác. Sau lời động viên của bà Thoa, Lượng cũng mở lòng mình, chị đón nhận sự quan tâm của anh Đăng mỗi ngày. Tình yêu cuối cùng cũng đến với hai người. Đối với những người dân lao động, tình yêu chẳng lãng mạn với những buổi hẹn hò lung linh ánh đèn hay những món quà xa xỉ đắt đỏ. Tình yêu đối với họ là những gì đơn giản mà ấm áp. Đó là những lần hò hẹn dưới gốc cây cổ thụ đầu làng, hay những lần anh Đăng cùng chị Lượng chèo thuyền vớt lục bình giữa khúc sông quê. Có lần anh Đăng hỏi chị, em có thích hoa lục bình không? Chị Lượng mỉm cười đáp lại người yêu, em thích sắc tím của loài hoa này vì nó tượng trưng cho sự thủy chung. Nhưng cũng có lúc em lại chẳng ưa sự trôi nổi của nó, vì nay đây mai đó chẳng có điểm dừng nào. Em nói cũng phải nhỉ, em thích sự yên ổn và bình yên có phải không? Chị Lượng khẽ gật đầu và nói, vâng ạ, ai chẳng mong điều đó. Là con gái thì ai cũng mong mình có một bến đỗ bình yên nhất. Anh là bến đỗ bình yên của em, hãy tin anh, mình cưới nhau đi em. Trước lời cầu hôn bất ngờ của anh Đăng, chị Lượng có chút bối rối. Nhưng Đăng vội hỏi người yêu, em có điều gì khó nói sao? Chị Lượng thành thật mà nói, hoàn cảnh của gia đình em thì anh biết đó. Bố em sau vụ tai nạn đã mất khả năng lao động, cả nhà em chỉ còn có mỗi mẹ em gánh vác kinh tế để lo cho thằng Dân ăn học. Giờ em mà lấy chồng, em sợ mẹ vất vả và anh cũng khổ sở theo. Anh Đăng động viên chị Lượng, em đừng nói như thế, chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua được mà. Em cứ yên tâm, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, người trong gia đình phải yêu thương đùm bọc cho nhau chứ. Dạ vâng ạ. Và sau cuộc trò chuyện ấy, anh Đăng và chị Lượng đã dẫn nhau về ra mắt hai bên gia đình. Bà Thoa thì ưng anh Đăng lắm, vì từ trước dân làng ở xóm Lục ai mà chẳng biết đến anh là người ngoan ngoãn, chăm chỉ, chú tâm làm ăn cơ chứ. Bao nhiêu nhà muốn gả con gái cho nhà bà Tâm mẹ anh Đăng mà còn chưa được ấy. Nhưng trái ngược với gia đình bà Thoa, gia đình bà Tâm có đôi phần chẳng thoải mái. Lòng người mẹ ấy còn đang băn khoăn đắn đo đủ thứ chuyện. Ngay sau buổi chị Lượng về ra mắt gia đình người yêu, ngay sau khi biết được anh Đăng và chị Lượng có ý định đến với nhau, bà Tâm đã gặp riêng con trai và nói chuyện. Đăng này, con định cưới con bé Lượng thật đó hả? Anh Đăng hỏi lại mẹ, sao mẹ lại hỏi con như vậy ạ? Con với Lượng thật lòng yêu nhau nên mới cùng nhau về xin phép hai bên gia đình chứ hả? Bà Tâm thốt lên, trời ơi là trời, ở cái xóm Lục này thiếu gì con gái đâu mà con phải đâm đầu vào cái gia đình nhà ấy cơ chứ. Bao nhiêu bà còn muốn gả con gái về làm dâu nhà mình mà mẹ chưa đồng ý kia kìa. Anh Đăng vẫn cố gắng để thuyết phục mẹ, vợ chồng con đến với nhau ông cũng là cái duyên có số, sao mẹ lại nói như thế cơ chứ ạ? Và lại gia đình nhà Lượng có gì xấu đâu, bác Chiến và bác Thoa đều là người lương thiện tốt tính, Lượng thì chăm chỉ đảm đang mà mẹ.
con lấy được cô ấy mới là phúc phận của nhà mình đó mẹ. Bà Tâm nghe con trai nói xong thì nói cho một thôi một hồi. Con ơi là con, sao mày chỉ nhìn ngắn nghĩ hẹp được như vậy thế thôi hả? Mẹ không nói về cách sống hay cách đối nhân xử thế của gia đình nhà con bé đó. Mẹ đang muốn nói là về gia cảnh nhà nó cơ. Bố con bé thì tai nạn, mất khả năng lao động. Mẹ nó thì ốm yếu suốt, rồi còn cả thằng em trai đang tuổi ăn tuổi học. Mày cưới nó có mà rước thêm của nợ về nhà à? Anh Đăng vẫn một mực đáp lại mẹ. Mỗi người một hoàn cảnh mà mẹ. Sao mẹ lại lấy hoàn cảnh ra để ngăn cấm chuyện tình cảm của chúng con ạ? Khó khăn thì lúc nào mà chẳng có. Chỉ cần thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn. Mà trước đây bà nội cũng ngăn cản mẹ vì chuyện không hợp tuổi, rồi xung khắc, nhưng bố mẹ vẫn nhất quyết đến với nhau. Và rồi hạnh phúc vẫn mỉm cười mà mẹ. Quan trọng là ở hai người mẹ ạ. Bà Tâm nghĩ về quãng đời của mình trước khi lấy ông Tiến, đến khi về làm dâu con nhà bà Thanh. Đó là những ngày tháng đầy rẫy những niềm đau với sự phản đối, nên bà nhận ra mình đã sai khi ngăn cấm chuyện tình cảm của con trai. Thì ra khi có con, khi mình luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con, thì đôi khi ta lại vô tình gây ra những tổn thương cho con cái. Bà Tâm suy nghĩ rất nhiều rồi cũng nói với Đăng. Con nói cũng phải, vợ chồng phải yêu thương nhau mới có thể ở bên nhau đến cuối đời được. Thôi chuyện của hai đứa, hai đứa bàn tính cho kỹ rồi quyết định. Mẹ cũng chỉ mong sao con có hạnh phúc viên mãn. Đăng cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho nỗi lòng của mình. Anh cũng biết rằng mẹ Tâm cũng chỉ vì yêu thương con cái nên mới có những suy nghĩ như vậy mà thôi. Rồi ai cũng sẽ làm cha làm mẹ, rồi ai cũng biết yêu thương con là như thế nào. Và các cụ ngày xưa nói chẳng bao giờ sai, sinh con ra thì mới hiểu lòng cha mẹ. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, đám cưới của anh Đăng và chị Lượng đã được diễn ra trong niềm vui và sự chúc phúc của người thân họ hàng và người dân làng trên xóm dưới. Bà Thoa mừng vì con gái cũng tìm được bến đỗ đời mình bên người mà nó yêu thương. Nhìn Lượng tay trong tay cùng Đăng về nhà chồng mà bà Thoa không kìm được nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc xen lẫn chút lưu luyến vì con gái phải xa gia đình. Bà Thoa đi qua những năm tháng của cuộc đời, trải qua bao những thăng trầm, bà đủ hiểu gia đình chồng có tốt với mình bằng trời bằng bể thì cũng chẳng thể nào thoải mái như khi sống cùng bố mẹ đẻ. Nhưng biết làm sao được, con gái lớn thì phải lấy chồng xây dựng gia đình, đó sẽ là tất yếu, sao có thể vì chút lưu luyến mà phá vỡ quy luật đó. Những ngày sau đó, vợ chồng anh Đăng và chị Lượng đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân và gia đình. Nếu quãng thời gian yêu nhau là chuyện riêng của hai người, thì giờ đây sau ngày cưới hỏi, đó là câu chuyện dài của cả hai bên gia đình. Hiểu được điều đó, chị Lượng luôn biết cách quan tâm gia đình chồng, luôn biết ứng nhân xử thế cho êm đẹp cả hai bên. Bà Tâm thấy vậy thì cũng ưng con dâu lắm. Đã hơn một lần bà đi khoe với mấy bà hàng xóm rằng chẳng biết con dâu nhà mấy bà ra sao chứ. Cây Lượng con dâu tôi đẹp người mà tốt nết lắm các bà ạ. Từ ngày nó về làm dâu con trong nhà, tôi chẳng phải lo phiền chuyện gì cả. Nó luôn biết vun vén để gia đình được ấm êm. Bà Hải nghe thấy vậy thì tấm tắc mà khen. Thế thì nhất bà Tâm rồi, có đứa con dâu biết lo toan, biết kính trên nhường dưới là mừng lắm bà ạ. Chứ như cái ngữ con dâu nhà tôi, cái dùng ấy à, chán chẳng buồn nói. Ở đâu ra cái thói? Mẹ chồng chưa nói xong câu đã cãi nhem nhèm. Nhiều khi tôi cũng tăng xông vì nó mất. Bà Vân cũng bảo mẹ chồng nàng dâu xưa nay là câu chuyện muôn thuở rồi các bà ạ. Thôi thì thời bây giờ hiện đại rồi, các bà cũng bớt lại, đừng soi mói quá. Mình yêu thương con dâu thì ắt nó cũng sẽ yêu thương lại mình. Bà Hải giải bày, biết là vậy, nhưng mà có đứa nào cũng phải biết điều như cái Lượng nhà bà Tâm đâu. Mình cũng chẳng ghê gớm gì, nhưng ít ra là dâu con thì cũng nên nhìn trên ngó dưới mà sống. Bà Tâm liền đáp, âu cũng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà các bà. Mình cứ sống cho hợp tình hợp lý là được. Thì ra dưới những lũy tre làng, bên gốc đa đầu xóm, luôn có những câu chuyện giờ khóc giờ cười cùng mỗi bà như thế. Người thì mừng vì nhà mình có đứa con dâu hiểu chuyện, bà lại buồn phiền vì có con dâu chẳng biết điều.
âu cũng phải chuyện mẹ chồng nàng dâu bao đời nay vẫn chẳng thôi phức tạp. Hai vợ chồng anh Đăng chị Lượng thì chẳng có thời gian rảnh như mấy bà để buôn dưa lê bán dưa chuột mỗi ngày. Họ vẫn miệt mài làm việc để lo cho tương lai và cuộc sống gia đình. Chị Lượng vẫn ngày ngày đi làm công ty, còn anh Đăng vẫn như trước chăm chỉ đi làm thợ xây lấy công. Cuộc sống cứ êm đềm như thế mà diễn ra, dẫu chẳng giàu sang nhưng ngọn lửa hôn nhân vẫn luôn được cả hai người giữ ấm và thắp sáng. Và sau một thời gian về sống chung dưới một mái nhà, chị Lượng đã mang bầu, đó là một đứa con gái đầu lòng. Biết tin con dâu có thai, cả nhà hai bên nội ngoại ai cũng mừng lòng. Bà Tâm được cái cũng chẳng như người ta trọng nam khinh nữ. Bà quan tâm và chăm sóc con dâu tận tình và chu đáo. Khi thì bà hầm cháo bổ câu, lúc lại mua trái cây hoa quả hay những đồ bổ dưỡng về cho chị Lượng. Chị Lượng được chồng yêu, bố mẹ chồng quan tâm thì mừng lắm. Quãng đời này với chị thật quá đỗi bình yên, và đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi chị không phải gắn mình với những khóm lục bình trôi trên sông. Nhưng chị vẫn thi thoảng lướt qua bến sông và thấy quang cảnh nơi lục bình lững thững trôi bình yên quá đỗi. Những tưởng cuộc sống của chị cũng êm đềm như con nước mùa thu, nhưng không, miệng lưỡi thế gian thì chẳng thể biết hết được, và đôi khi chính điều ấy đã khiến cho chị Lượng đau cái đầu. Ở cái xóm làng ven bờ sông Vàm Cỏ Đông ấy vẫn luôn có những người thích đâm bị thóc chọc bị gạo. Có lần bà Hải vì ghen ăn tức ở với bà Tâm mà nói: "Tôi tưởng con dâu bà thế nào, hóa ra cũng chỉ sinh được đứa cháu gái đầu lòng, thế mà bà cứ tự hào cho lắm vào." Thật may là bà Tâm vẫn giữ được, vẫn tâm thế. Bà nói luôn: "Con gái thì sao hả bà? Thời buổi này có con có cháu là tốt rồi. Nhiều vợ chồng cưới nhau mãi mà chưa có con kia kìa. Mà các cụ xưa đã có câu, ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng." Bà Hải vẫn chưa chịu thôi: "Ôi giời, thì cứ tự an ủi nhau như thế chứ, còn có con trai cháu đích tôn có phải hơn không? Cứ thử để toàn vịt rời xem, nuôi chúng nó khôn lớn chúng cũng tung cánh mà bay đi hết mà thôi." Bà Tâm đáp: "Bà này cũng lạ, bây giờ vẫn còn trọng nam khinh nữ như thời phong kiến vậy, mà con dâu tôi sinh đứa đầu là con gái chứ đứa sau đã biết thế nào đâu mà bà cứ phải nói xa xôi như thế." "Tôi chỉ nói sự thật thôi, chứ xa xôi cái nỗi gì, sau này bà sẽ hiểu." Bà Tâm bực mình ra về, và chẳng hiểu sao cái Hà Hải kia lại cổ hủ đến như vậy. Nghĩ là vậy thôi, chứ bà Tâm cũng chỉ có chút suy nghĩ, bà cũng mong sao hai con mình có đủ nếp đủ tẻ thì vẫn hơn. Qua đi 9 tháng mang bầu, chị Lượng cũng đến ngày sinh nở. Chị quằn mình trong đau đớn, chị vật lộn suốt gần 3 tiếng đồng hồ để sinh ra bé Ngân. Đã có những giọt mồ hôi, đã có cả những giọt nước mắt tuôn trào, nhưng tất cả rồi cũng qua đi khi chị được nghe thấy tiếng bé con cất tiếng khóc chào đời. Và phải chăng niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người phụ nữ trên thế gian này là được làm mẹ? Ngày bé Ngân chào đời, bà Tâm vui lắm. Bà sung sướng vì được bế cháu vào lòng, mừng rỡ vì mình đã chính thức được lên trước bà nội. Kể từ ngày có cháu nội, bà Tâm cũng bớt đi làm ngoài đồng. Bà ở nhà chăm cháu và bế bồng cháu đi chơi. Đó là những sáng bình yên nơi sân đình. Đó là những buổi trưa hè trên chiếc võng với câu hò ru ngọt ngào, hay những chiều thanh yên gần bờ sông với màu xanh biếc của lục bình trải dài tít tắp. Có được mẹ chồng giúp đỡ chuyện con cái, chị Lượng cũng rất nhanh quay trở lại công ty làm việc. Những tưởng cuộc sống hôn nhân của chị Lượng cứ như thế, theo ngày theo tháng mà diễn ra. Nhưng không, sóng gió đã gõ cửa nhà chị và phá tan đi những giấc ngủ bình yên. Chị Lượng còn nhớ mãi, đó là một buổi trưa, ngày tháng 6, khi chị vừa ăn vội hộp cơm mang từ nhà đi để nghỉ ngơi, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Chị Lượng bắt máy: "Alo, ai đấy ạ?" Đầu dây bên kia trả lời một cách hốt hoảng: "Chị Lượng đó phải không? Em Hưng đây. Em làm cùng đội thợ xây với anh Đăng nhà mình ạ." "À, Hưng à, sao chú gọi chị lúc trưa thế này? Có chuyện gì không hả chú?" Hưng đáp lại chị Lượng: "Có chuyện rồi chị ơi, chị mau về đi. Anh Hưng mới bị ngã giàn giáo cách đây 15 phút. Ông Tấn và anh em cùng làm
vừa đưa anh ấy lên bệnh viện tỉnh rồi chị ạ. À. Chị Lượng như chết lặng, chị chẳng thể tin được sự thật này. Mới vài tiếng trước thôi, anh đang còn khỏe mạnh, vui vẻ ôm hôn bé Ngân rồi đi làm. Vậy mà giờ đây, chị Lượng thẫn thờ, ánh mắt mất hồn. Chẳng thấy câu trả lời từ chị Lượng, Hưng vội hỏi. Chị Lượng ơi, chị có nghe em nói không đó? Lúc này chị Lượng mới định hình trở lại, chị đáp. Chị biết rồi, chị về ngay đây. Chị Lượng tức tốc phóng xe máy lên thẳng bệnh viện đa khoa tỉnh. Vừa đến nơi thì chị cũng đã thấy ông Hưng bà Tâm ở đó. Chị vội chạy lại hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, anh Đăng nhà con có làm sao không ạ? Bà Tâm rơi những giọt nước mắt và nói. Bác sĩ đang cấp cứu, tình hình có vẻ nguy kịch lắm. Chị Lượng không thể kìm nổi mình, chị khóc lớn. Ông Tiến ngồi sụp dưới hành lang, vẻ mặt đầy đau khổ. Bà Tâm vừa nói vừa khóc với con dâu. Con bình tĩnh đi xem nào, cứ làm loạn lên thì giải quyết được gì không? Chị Lượng nghe lời mẹ chồng chỉ biết nén những giọt nước mắt vào trong. Nói vậy thôi chứ lòng bà Tâm, lòng người mẹ ấy cũng đang lo lắng chẳng kém. Người mẹ từng trải ấy, đi qua bao thăng trầm nên có chút bản lĩnh hơn trước những sóng gió. Sau hơn giây phút chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra và nói, đây là trường hợp chấn thương sọ não rất phức tạp. Chúng tôi phải chuyển anh ấy lên tuyến trên để nhanh chóng phẫu thuật. Tuy nhiên, gia đình cũng cần chuẩn bị sẵn tâm lý. Ông Tiến đáp, cảm ơn bác sĩ nhiều. Nói rồi, ông Tiến đi làm thủ tục và chuyển viện cho con trai. Lần đầu tiên, chị Lượng ngồi trên chiếc xe cấp cứu. Lần đầu tiên chị cảm nhận được người thân của mình đang chạy đua với thời gian. Và phải chăng trên đời này, ngoài chuyện sinh tử ra, thì điều gì con người cũng có thể kiếm tìm được. Nhưng giờ đây, chị Lượng và gia đình ông bà Tiến Tâm đang phải đối diện với sinh mệnh mong manh của anh cả Đăng. Chẳng ai nói được với ai lời nào, vì họ đều đang tự dặn lòng mình phải tin vào một phép nhiệm màu sẽ đến. Nhưng niềm tin đôi khi chẳng thể cứu rỗi được một con người. Khi chiếc xe băng qua cây cầu lớn để vào thành phố Sài Gòn, thì anh Đăng đã chẳng thể qua khỏi. Anh đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi. Nhân viên và các y bác sĩ trên xe cấp cứu đã tận tình hỗ trợ, nhưng họ chẳng thể đi ngược lại với quy luật của tạo hóa. Không thể kìm nén nỗi đau thương, cả bà Tâm và chị Lượng gào thét ngay trên xe. Bà Tâm kêu gào, ôi trời ơi, trả lại con trai cho tôi, sao lại nỡ để người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này? Hay thì thoảng bà lại đớn đau mà than, con tôi đã làm sai điều gì mà ông trời lại bắt tội nó thế này? Rồi có lúc bà lại đau buồn nói, trả lại con cho tôi, nó có lỗi lầm gì đâu cơ chứ, sao không để bà già này chết quách đi cho rồi, đời sao lại bất công với tôi như thế chứ. Ông Tiến đau lòng ôm lấy vợ để bà Tâm không lăn lóc giữa xe. Chị Lượng gục vào tấm ga trắng mà anh đang nằm, từng dòng nước mắt chị tuôn rơi lã chã như những cơn mưa bất tận. Nỗi đau của một người mẹ mất đi con và một người vợ mất đi chồng chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Đưa anh Đăng trở về nhà, gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh. Biết tin anh Đăng qua đời, bà con làng trên xóm dưới ở thôn Lục đã kéo nhau từng đoàn vào mà thắp hương thăm viếng, hỏi han gia đình. Họ ra về mà vẫn ám ảnh bởi những tiếng khóc và lời than chất chứa những niềm đau của bà Tâm và chị Lượng. Người ta thấy hình ảnh ông Tâm gục đầu đầy đau xót. Cái tình của con gái bà Tâm vừa rơi nước mắt vừa ôm lấy bà Tâm vì sợ bà quá khích mà làm liều. Còn bà Thoa ngồi bên chị Lượng mãi, bà thương xót cho đứa con gái xấu số của mình. Bé Ngân, đứa con gái nhỏ của anh Năng mới được gần 2 tuổi. Con bé chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó ngơ ngác nhìn mẹ, nhìn ông bà và cô Tình. Nó cứ ngỡ rằng bố Đăng chỉ nằm kia ngủ một giấc rồi sẽ lại tỉnh dậy. Nhưng không, bố nó đã ra đi mãi mãi. Con bé còn quá nhỏ để hiểu sự chia lìa, sự xa cách về âm dương đớn đau như thế nào. Mấy bà hàng xóm sang làm giúp thì than thở với nhau rằng rõ khổ cho nhà bà Tâm, được anh con trai rõ ngoan ngoãn chú tâm làm ăn thì nay lại xảy ra chuyện. Hay có cô lại bảo, đúng là ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ, nay sống mai chết, đời đúng là vô thường. Và cũng có chị thương cảm mà nói, giờ thì khổ nhất vẫn là mẹ con cái Lượng,
mất chồng thì chẳng còn điểm tựa nào nữa, phải tự gồng gánh nhau qua ngày. Ở đời mỗi người một cảnh, chẳng ai giống ai. Qua đi một ngày cũng đã đến thời khắc tiện đưa anh Đăng về với đất. Người ta thấy đoàn người kéo dài đang lê bước qua con đường đất ven một khúc bên sông Vàm Cỏ Đông. Ai nấy đều lặng thinh để chia buồn với gia quyến. Sáng đó trời nắng nhưng chị Lượng chỉ toàn thấy một màu đen đang đeo bám mình. Lục bình vẫn xanh mướt một màu, nhưng trước mắt chị chỉ toàn sắc xám bao phủ. Phải chăng nỗi buồn của lòng người đã khiến vạn vật cũng răng mắc những mảng màu u tối? Những ngày sau đó, căn nhà của bà Tâm trở nên trống trải và u buồn hơn. Lượng thấy ông Tiến chẳng buồn đi làm, lúc nào bố chồng chị cũng ngồi âu sầu dưới bóng cây mãng cầu, tay cầm điếu thuốc lá và nhìn vào khoảng không vô định. Còn bà Tâm, bà nằm bẹp trên giường mấy ngày nay. Cũng may cái tình em gái anh Đăng lấy chồng xã bên nên thi thoảng vẫn chạy qua chạy lại động viên bố mẹ giúp chị Lượng. Chị Lượng cũng đớn đau vô tận, nhưng chị vẫn phải cố vững tâm để ban ngày chăm sóc bé Ngân. Chỉ có khi đêm về, khi con bé đã yên giấc ngủ ngon, chị mới lặng lẽ lấy những bức hình cưới của hai vợ chồng ra ngắm, và rồi nước mắt lại từ đâu dọn về, tuôn rơi ướt đẫm cả hai gò má. Chị Lượng đủ hiểu rằng từ ngày anh Đăng vắng bóng trong ngôi nhà là từng ngày chị phải gồng mình mà sống. Sống chẳng phải vì mình nữa, mà vì đứa con thơ bé bỏng. Nhà cửa vắng tiếng cười, bố mẹ chìm trong nỗi sầu, con bé con thì chẳng ai trông, nên chị buộc phải nghỉ làm ở công ty. Và thế là chị Lượng đành phải tranh thủ chập tối sớm mai, khi bé Ngân đang ngủ, mà ra bến sông vớt lục bình đem đi bán. Chị nhớ lại những ngày cùng bà Thoa, cùng anh Đăng đem thuyền ra giữa sông vớt những khóm lục bình xanh tốt về cho lợn ăn. Giờ dòng sông vẫn còn, lục bình vẫn đó, mà anh Đăng đang nơi đâu? Chị nghĩ về kiếp người mong manh, về thân phận long đong của chính mình. Giờ thì chị cũng như những khóm lục bình lênh đênh trên sóng nước mà kiếm kế mưu sinh. Mất đi người chồng yêu thương, chị cũng có khác gì khóm lục bình giữa sông, chẳng có điểm tựa, trôi vô định, chẳng còn phương hướng nào cho ngày tháng tiếp theo. Gánh những bó lục bình về nhà mà lòng chị Lượng vẫn nặng trĩu. Người ta thấy chị cứ âm thầm lặng lẽ mà làm, chẳng nói chẳng rằng câu gì. Niềm đau khiến con người ta mất đi cảm giác với đời. Nếu chị Lượng ngày ngày vẫn tất bật đi vớt bèo để bán cho những chủ sản xuất phân hữu cơ trong vùng, thì bà Tâm vẫn đắm chìm trong nỗi buồn. Bà tìm kiếm hình bóng của anh Đăng khắp căn nhà, lúc nào người cũng thẫn thờ như kẻ mất hồn. Người thân họ hàng, rồi bà con làng xóm thi thoảng lại ghé thăm động viên, những mong bà mau vượt qua cú sốc này. Dần dần thời gian cũng khiến bà Tâm nguôi ngoai đi được phần nào niềm đau mất con, nhưng những vết bầm trong trái tim của người mẹ ấy thì vẫn còn đeo bám mãi. Sau hơn một tháng kể từ ngày anh Đăng ra đi, bà Bảy hàng xóm gần nhà có qua chơi, bà Bảy động viên: "Bà Tâm này, chuyện không may nó cũng đã xảy ra rồi, bà cố gắng gượng mà ăn uống, không ốm ra đấy thì khổ lắm." Bà Tâm buồn rầu mà đáp: "Vâng, sự đã rồi, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, nghĩ sao đời mình nó lại khổ như thế này cơ chứ." Bà Bảy nói tiếp: "Bà đừng có nghĩ nhiều, ở đời ai mà chẳng có nỗi khổ riêng, chẳng mấy ai được sung sướng đâu bà ạ." Bà Tâm thẫn thờ rồi nói: "Tôi cũng biết là vậy, nhưng bảo không nghĩ, nhưng nhiều khi chẳng làm nổi. Cái nỗi đau này, nó thấu tận tâm can tôi. Tôi chỉ mong sao, người nằm xuống dưới đất kia là tôi mà thôi." Và như nhớ ra điều gì, bà Bảy bảo: "Mà bà Tâm này, bà để đi xem ở đâu chưa?" Bà Tâm thắc mắc hỏi: "Xem gì hả bà?" Bà Bảy nói luôn: "Đi xem các thầy ấy, nhiều khi do đất cát nhà mình bị động hoặc phần âm có vấn đề, nó cũng ảnh hưởng đến người đang sống đấy. Như nhà chị Mẫn ấy, năm kia chồng mất rồi con gái qua đời, đi xem mới biết là do đất bị động, nhờ thầy cúng bái giờ cũng yên ổn cả rồi. Người ta nói nếu không cúng bái, có khi thằng cháu đích tôn cũng chẳng còn." Bà Tâm nghe xong thì hoang mang liền hỏi: "Thế bà có biết ông thầy nào xem được thì bảo tôi với, chiều tôi bảo cái tình đưa đi xem thế nào." Bà Bảy lục tìm lại trong trí nhớ của mình rồi bà nói: "Nhà ông ấy ở xóm Điền, ngay xã bên. Ông ấy tên là Ba Thành. Bà đi qua xóm đó hỏi người ta thì người ta chỉ cho ngay. Vâng,
Thế tôi cảm ơn bà. Bà Bảy ra về, bà Tâm liền gọi chị Tình đang núi húi dưới nhà nấu cơm trưa lên và bảo: Tình này, con sang chơi chiều đưa mẹ qua xóm Điền chút nhé. Chị Tình đáp: Vâng ạ. Thế khoảng 2 giờ mình đi mẹ nhé, vì chiều con phải về nhà sớm đón cháu Cam đi học về nữa. Được rồi, đi lúc nào cũng được, miễn sao trong chiều nay. Dạ vâng ạ. Và thế là từ lúc bà Bảy nói chuyện, bà Tâm đâm ra lại cứ nghĩ mãi về câu chuyện nhà chị Mẫn. Bà cầu mong sao cho nhà mình được bình yên vô sự. Bà Tâm ngước mắt lên bàn thờ với một niềm mong mỏi khôn nguôi. Gần 2 giờ chiều, chị Tình đưa bà Tâm đến xóm Điền hỏi thăm hai bà đi làm đồng. Nhà ông Ba Thành thì cuối cùng hai mẹ con bà Tâm cũng đến được nơi cần đến. Đó là ngôi nhà mái ngói năm gian, được lát gỗ sang trọng. Mới bước vào sân, bà Tâm đã ngửi thấy mùi hương khói. Bà Tâm gọi lớn: Cho hỏi thầy Ba Thành có nhà không ạ? Sau tiếng gọi, có một ông lão khoảng chừng 70 tuổi bước ra và nói: Tôi, Ba Thành đây, chị với cháu tìm tôi có việc gì không? Bà Tâm nghiêng mình kính cẩn và nói: Dạ con chào thầy, nay hai mẹ con tìm gặp thầy để nhờ thầy xem và chỉ đường dẫn lối cho ạ. Thấy được sự thành khẩn của chị Tâm, ông Ba Thành nói: Tôi tuổi cao nên cũng ít xem hơn, nhưng thôi, vì thế nhà chị cũng có nhiều tâm can nên tôi xem giúp, hai mẹ con vào đi. Hai mẹ con bà Tâm bước vào gian phòng thờ. Sau khi bà Tâm đặt lễ, ông Ba Thành hỏi thông tin về tên tuổi và địa chỉ, rồi ông nói: Nhà chị vừa mất người hoặc mất của phải không? Bà Tâm thành thật nói: Dạ vâng ạ, con trai con vừa mới mất được hơn tháng nay ạ. Thầy cho con hỏi đất đai mổ mả cả nhà con có vấn đề gì không ạ? Ông Ba Thành nhẩm tính một hồi rồi đáp: Đất cát thì yên, mổ mả cũng chẳng có vấn đề gì đâu, nhà chị yên tâm. Nhưng đứa con dâu hiện tại của nhà chị tuổi Tỵ, kém con trai chị 3 tuổi, có nghĩa là anh con trai tuổi Dần, hai đứa xung khắc với nhau. Mà xem trong bản mệnh thì cô con dâu còn có tướng sát chồng, nên lấy nhau về nhà chẳng êm được đâu. Mà lúc trước cưới hỏi, nhà chị không đi xem à? Bà Tâm trả lời: Dạ, nhà chúng con chỉ đi xem ngày lành tháng tốt để dựng vợ gả chồng cho các cháu nó thôi ạ. Không còn vấn đề gì thắc mắc và băn khoăn nữa. Bà Tâm cùng con gái chào ông Ba Thành ra về. Ngồi sau xe máy của Tình, bà Tâm lòng cuộn trào những giận dữ. Bà ân hận vì trước kia không cấm cản chuyện cưới xin của con trai và chị Lượng. Bà tức giận vì đứa con dâu mà bà hết mực yêu thương nay lại trở thành kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho con bà. Vừa về đến nhà, bà đã chửi lớn: Chị Lượng đâu? Ra đây cho tôi xem nào. Chị Lượng đang chơi với bé Ngân trong nhà thì vội vàng chạy ra: Mẹ cho gọi con ạ. Bà Tâm nói móc: Vâng, nhà chị thì giỏi rồi, lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền một dạ hai vâng, nhưng nay tôi mới biết chị là con yêu tinh độ lốt người. Chị Lượng bàng hoàng chẳng hiểu mẹ chồng đang nói gì, chị ấp úng mà hỏi: Mẹ nói gì con không hiểu ạ? Sao mẹ lại mắng chửi con thậm tệ như vậy? Bà Tâm nhìn thẳng mặt chị Lượng mà nói lớn: Chị không biết hay cố tình không hay, chị có biết chính chị là người đã gây ra cái chết cho con trai tôi không hả? Chị Tình nghe mẹ nói vậy thì vội nói đỡ cho chị dâu: Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế mà tội cho chị dâu ạ. Chị Lượng cũng đâu có mong muốn chuyện đó xảy ra đâu. Anh con ra đi, chị dâu cũng buồn lắm mà mẹ. Bà Tâm thấy con gái nói vậy thì mắng luôn: Con không phải bênh nó, con cũng đã nghe ông thầy nói rồi còn gì, mẹ vu khống cho nó đâu. Chị Lượng rơi nước mắt mà nói: Chồng con mới mất chưa lâu, con cũng đớn đau lòng mà mẹ. Sao mẹ nỡ đai nghiến con như vậy ạ? Chồng con chẳng may bị ngã, chứ con cũng đâu có muốn nhà con như vậy. Tôi nói cho chị hay, chính chị xung khắc với con trai tôi nên thành ra nó mới gặp vận hạn như thế. Chị Lượng cố nói mong mẹ chồng hiểu. Sao mẹ nỡ vì một hai câu của ông thầy bói mà mắng chửi con như vậy? Bao lâu nay con sống như thế nào, chẳng nhẽ mẹ lại không hiểu sao? Thế chị muốn tôi phải làm sao? Phải yêu thương một kẻ đã gây ra cái chết cho con trai tôi sao? Chị cút ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi nhìn thấy bản mặt giả nhân giả nghĩa của chị nữa. Chị Lượng quỳ xuống mà van xin: Con xin mẹ, con lạy mẹ, mẹ cho con và cháu ở đây để phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già ạ. Bà Tâm vẫn nhìn chằm chằm vào con dâu mà nói: Vợ chồng chúng tôi không cần được con dâu sát chồng như chị. Nói rồi bà Tâm bỏ mặc chị Lượng giữa nhà
và đi thẳng vào phòng. Cái tình chỉ biết an ủi chị dâu: chị đừng chấp mẹ mà làm gì chị ạ. Chẳng qua mẹ cũng vì quá thương anh Đăng nên mới như vậy. Chị và cháu cứ ở đây thư thư, rồi mẹ sẽ nguôi giận chị ạ. Chị Lượng gạt đi những giọt nước mắt và nói: chị cảm ơn cô Tình đã hiểu cho nỗi lòng chị. Tình đáp lại chị Lượng: em cũng đang đi làm dâu nên em hiểu mà. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, còn lo cho bé Ngân và chăm sóc bố mẹ giúp em. Chị biết rồi cô Tình ạ. Chị Lượng thầm cảm ơn cô em chồng đã thông cảm cho tình cảnh của chị lúc này. Nghe lời động viên của Tình, chị Lượng đã cố gắng sống tiếp trong căn nhà ấy. Nhưng cũng kể từ giây phút bà Tâm đi xem bói về, bà chẳng thể ưa nổi chị Lượng. Bà luôn dành cho chị ánh nhìn sắc lẹm và sau 3 ngày lại cho chị một trận với những lời đai nghiến khó nghe. Chị Lượng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, và chỉ khi đi vớt lục bình trên sông chị mới dám để nước mắt lan dài. Những chiếc lá xanh đã đón nhận những giọt nước mắt của một người phụ nữ xấu số. Người phụ nữ ấy luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt đứa con gái, che giấu đi những niềm đau. Nhưng khi đối diện với sóng nước mênh mông, khi mình cùng chiếc thuyền trôi nổi giữa dòng nước dưới ánh chiều chạng vạng, thì chị chẳng thể giấu giếm đi cảm xúc của chính mình. Nhiều khi chị nghĩ đời mình chẳng bằng kiếp lục bình trôi. Lục bình lênh đênh trên sông nước, nhưng nó được tự do trước mây trời. Còn chị luôn bị gò mình bởi những tiếng mắng tiếng chửi mà chẳng dám đưa ra ý kiến của bản thân. Người ta nói chẳng sai bao giờ: thương nhau củ ấu gai cũng tròn, ghét nhau quả bổ hòn cũng méo. Từ ngày bà Tâm ghét bỏ chị Lượng, bà luôn thấy chị Lượng thật chướng tai gai mắt. Mỗi lần nhìn thấy chị là bà lại nghĩ về anh Đăng. Bà lại ba máu sáu cơn và buông lời cay độc với chị Lượng. Ông Tiến trước giờ cũng hết mực yêu thương con dâu, nhưng từ ngày con trai mất, ông đâm ra lầm lũi, bỏ mặc sự đời. Ông để mình chìm đắm trong men say, có ngày tối mịt mới về nhà. Và thế là chị Lượng cô đơn, lạc lõng trong ngôi nhà chồng. Dẫu có vậy, nhưng lúc nào chị có nhắc nhở mình phải làm tròn đạo làm con. Bởi lẽ đó chị vẫn cố gắng ở lại ngôi nhà ấy chăm lo cho gia đình chồng. Nhưng chị đâu có hay, bà Tâm chỉ muốn tống quái chị ra khỏi nhà càng sớm càng tốt mà thôi. Ngày bé Ngân lên 3 tuổi, chị Lượng quyết định gửi bé đi nhà trẻ để mình có thể đi làm được nhiều hơn. Vì phải đưa con gái đi học lúc sáng sớm và đón con khi chiều về, nên chị Lượng chẳng thể xin đi làm công nhân như trước. Chị vẫn tranh thủ dậy sớm từ 4 giờ sáng đi vớt bèo, rồi về nhà đưa con gái đi học và nhập thêm hoa quả ra ngoài chợ bán. Từ khi buôn bán thêm chút hoa quả, chị cũng có thêm chút thu nhập. Dẫu ngồi ngoài chợ bán hàng cả ngày, nhưng chị Lượng vẫn phải đoạn về nhà lúc gần trưa nấu cơm cho cả nhà. Từ ngày anh Đăng mất, bà Tâm cũng chẳng thèm giúp đỡ chị Lượng thêm việc gì. Bà chỉ ở nhà nuôi vài con gà, rồi trồng ít rau bán mỗi ngày. Việc con cái hay cơm nước nhà cửa, bà bỏ mặc cho chị Lượng lo liệu cả. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình cũng một mình chị Lượng gồng gánh. Chị Lượng cũng chẳng kêu than gì, âm thầm làm để có đồng ra đồng vào. Gánh nặng về cơm áo gạo tiền, những nỗi lo về tiền bỉm, tiền sữa, tiền đóng học cho bé Ngân khiến chị Lượng cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ quá nhiều về những vết thương trong tâm hồn. Cả ngày chị chỉ làm không ngơi tay, và giây phút bình yên hiếm hoi trong ngày phải chăng là khi được vỗ về con bé con ngủ, và mỗi sáng một mình chèo thuyền ra giữa sông. Khi ấy, chị được thả mình giữa không gian rộng lớn, nghe rõ cả tiếng ếch nhái văng vẳng từ xa vọng lại, thấy được những chiếc lá lục bình xanh lấp lánh dưới ánh đèn pin và cảm nhận rõ cả sự mát lạnh của làn nước. Quê hương phải chăng đã giúp chị gột rửa đi một phần những niềm đau? Chị biết ơn dòng sông quê này vì nó giúp chị có được thêm những đồng tiền chi tiêu cho sinh hoạt trong gia đình. Ngày qua ngày, chị Lượng vẫn gắn mình với dòng sông quê hương để mình gắn bó với những khóm lục bình xanh sắc quanh năm. Chẳng ngày nào trong suốt 365 ngày qua mà chị không đi ngang qua khúc sông trải đầy sắc xanh, và đến mùa lại điểm tô gam màu tím thủy chung. Chị cũng chẳng còn đủ mơ mộng và lãng mạn và thả vào đó những giấc mơ như ngày mình ở tuổi 18. Giờ đây, chị tất bật lướt qua bờ sông mà đi làm, rồi lại vội vàng trở về nhà cho kịp giờ nấu cơm.
Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như thế mà trôi qua. Rồi cũng đến một ngày chuyện chẳng đâu vào đâu cũng ập xuống đầu chị. Sáng đó như thường lệ, sau khi đưa bé Ngân đi học về, chị vội vã đạp xe ra chợ bày hoa quả và bán. Tình cờ chị Lượng gặp lại anh Hiếu, bạn từ thời cấp 3. Anh Hiếu người làng bên mới mở cửa hàng bán đồ gia dụng ở chợ. Gặp lại bạn cũ, hai người vui vẻ nói cười và hỏi han nhau. Và chẳng biết thế nào, hình ảnh anh Hiếu và chị Lượng đứng nói chuyện đã bị mấy bà xóm Lục Bình nhìn thấy. Người bận rộn thì tranh thủ lướt qua như mắt chẳng thấy gì. Người rảnh rỗi lại nấn ná đứng xa mà nhìn rồi bảo nhau: con dâu nhà bà Tâm nay lại đứng nói cười thân mật với anh chàng nào thế kia. Có cô đứng cạnh đó còn đáp lại: chồng mới mất có hơn 2 năm mà đã công khai với người mới thế kia rồi. Đúng là lòng dạ đàn bà chẳng biết trước được điều gì. Ở thôn quê là vậy, người ta sống với nhau trọng nghĩa trọng tình, nhưng nhiều khi cũng vì cái mồm lắm chuyện mà sinh ra cãi vã, và đôi khi còn châm những mồi lửa đốt nhà người khác. Và thế là trong suốt dọc đường đi về nhà, mấy bà đi chợ cứ bàn tán xôn xao chuyện chị Lượng đứng nói chuyện với trai lạ ngoài chợ. Vừa ngang qua cổng nhà bà Tâm, bà lành nhìn vào ngao ngán cho bà mẹ chồng ở nhà lúi húi trồng rau. Bà Vân thì vội đi về nấu cơm cho chồng. Còn bà Hồng, bà ý dư giả thời gian nên đã nhanh chân vào tám dăm ba câu chuyện cho vui. Vừa bước vào cổng, bà Hồng đã gọi: bà Tâm đang trồng rau đấy hả? Bà Tâm nghe tiếng gọi thì ngẩng mặt lên chào: bà Hồng đấy hả? Lâu lắm mới thấy vào tôi chơi. Bà đi đâu về đấy hả? Bà Hồng đáp: tôi mới đi chợ về đây. Có chuyện này tôi muốn nói với bà nên phải ghé vào luôn. Bà Tâm từ vườn đi vào đến giếng, vừa rửa tay chân vừa nói: có chuyện gì mà gấp thế hả bà? Cứ vào nhà chị em mình uống nước đã. Bà Hồng vội nói: thôi, nước nôi gì tầm này, bà có ngồi xuống đây tôi bảo. Thế là bà Hồng kéo bà Tâm ngồi xuống thềm nhà mà thì thầm to nhỏ: bà Tâm này, hôm nay tôi nhìn thấy cái Lượng con dâu bà nói cười vui vẻ với anh chàng nào ngoài chợ ấy. Anh chàng nhìn có vẻ cao to và điển trai lắm. Bà Tâm dù chẳng ưa gì con dâu nhưng trước mặt bà Hồng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ôi giời, tôi lại tưởng chuyện gì. Cái Lượng con dâu tôi bán hoa quả ngày chợ, nói chuyện với khách là chuyện bình thường mà bà. Khách hàng thì có bao giờ phân biệt phụ nữ hay đàn ông đâu. Bà Hồng vẫn cố nói: cái vấn đề là hai người nói chuyện với nhau rất lâu mà tôi với mấy bà đứng từ xa trông có thấy cậu ta mua bán gì đâu. Khéo mà lại đang có tình ý với nhau ấy bà ạ. Giờ bọn trẻ nó không như mình ngày trước đâu bà. Nó mạnh bạo và công khai yêu đương mà chẳng sợ gì đâu. Bà Tâm tức lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với bà Hồng: cảm ơn bà đã nói. Thế để tôi về tôi hỏi cháu nó xem sao. Bà Hồng gật đầu đồng ý và bảo: đúng rồi bà. Tôi thấy nhà bà ăn ở hiền lành nên tôi mới mách để bà còn phòng chứ ai đời. Đầu chồng mới mất chưa được bao lâu mà đã nhòm ngó người khác rồi. Không hay bà ạ. Dân làng người ta biết, người ta lại cười cho ấy. Vâng, cảm ơn bà. Thôi tôi về bà Tâm nhé. Dạ, bà lại nhà ạ. Nói rồi bà Hồng ra về, bỏ lại bà Tâm giữa những bậc thềm. Bà Tâm tức giận đi ra rồi lại đi vào. Bà chỉ chờ đến giây phút chị Lượng về để trút cơn thịnh nộ lên người chị. Đợi chờ khoảng chừng gần một tiếng thì bà Tâm cũng thấy bóng dáng con dâu trở về. Chưa kịp đợi chị Lượng cất xe vào lán, bà Tâm đã hằn học mà quát: chị giỏi lắm rồi chị Lượng ạ, chị vào ngay đây cho tôi. Chị Lượng chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì mà mẹ chồng lại bực tức với mình như thế. Chị bước vào nhà và vội hỏi mẹ: dạ con đây ạ, có chuyện gì vậy mẹ? Bà Tâm nhìn thẳng vào mặt chị Lượng mà nói từng tiếng một, một cách đầy tức giận: chị làm dâu con kiểu gì mà để người dân, người làng, người ta bàn tán xôn xao là chị có tình ý với thằng đàn ông khác hả? Chồng chị còn chưa dỗ hết mà chị đã dám công khai yêu đương giữa thanh thiên bạch nhật. Mà nếu không muốn ở cái nhà này nữa thì tôi đã bảo chị có thể đi từ lâu rồi cơ mà. Chị cam tâm ở lại để bôi cho chát chấu vào mặt gia đình tôi có phải không? Chị Lượng ngớ người ra và hỏi lại mẹ chồng: mẹ, mẹ nói gì vậy ạ? Con hàng ngày vẫn tất bật đi làm để kiếm tiền lo cho cháu, con có thời gian đâu mà có tình ý với ai hả mẹ? Bà Tâm nghe xong thì bực lại càng thêm bực hơn: chị đừng có diễn với cái vẻ mặt oan uổng đó nữa đi,
Tôi thấy ghê tởm lắm. Không có lửa thì làm sao có khói hả? Mấy bà trong xóm nhìn thấy hết. Chị nói chuyện cười đùa vui vẻ chim chuột nhau với thằng khác giữa chợ kia kìa. Như nhớ ra chuyện sáng ngày, chị Lượng giải thích những mong mẹ chồng hiểu. Dạ con không dám như vậy mẹ ạ. Từ trước đến nay con vẫn một lòng một dạ với chồng con. Nay chỉ là con gặp lại anh Hiếu, bạn học cùng cấp 3 của con, nên chúng con có đứng lại hỏi han nhau mấy câu mẹ ạ. Bà Tâm mỉa mai. Vâng, chúng con. Tôi chẳng thể tin nổi lời chị đâu. Chị đã muốn thì thiếu gì lý do. Thôi, tôi cũng chẳng cần cái ngữ con dâu như chị. Chị cút ra khỏi nhà tôi ngay. Con xin mẹ đừng làm thế với con ạ. Con chưa làm gì sai mà mẹ. Mẹ cho con xin được ở lại nhà mình để chăm lo cho bố mẹ lúc tuổi già. Không van với xin cái nỗi gì cả. Tôi sợ cái loại người giả tạo như chị lắm. Nói rồi bà Tâm vào nhà, lấy hết đồ đạc quần áo của chị Lượng vứt ra giữa sân và đóng sập cửa lại. Đứng giữa trời nắng, chị Lượng tuôn rơi những dòng nước mắt. Vị mặn chát của từng giọt nước mắt khiến chị cảm nhận rõ hơn phần đời đầy cay đắng của mình. Chị ngồi xuống nhặt từng chiếc áo cái quần gấp gọn vào túi rồi buộc vào xe và đi ra khỏi nhà bà Tâm. Chị nhìn lại căn nhà đã gắn bó với mình bao năm, căn nhà đã có tiếng cười hạnh phúc của vợ chồng chị, có cả những giọt nước mắt ly biệt, và trong thời khắc này nó có thêm cả sự bẽ bàng. Chân bước ra đi vì chị hiểu rằng mình chẳng còn một lý do gì để ở lại nữa. Chị đạp xe qua con đường đất quen thuộc để trở về nhà. Giữa cái nắng của 12 giờ trưa, những khóm lục bình vẫn xanh ngắt một màu, chúng đứng san sát bên nhau. Nhìn lục bình mà chị lại thấy tủi cho vận mình. Đến loài cây trôi nổi trên sông, chúng vẫn có nhau. Vậy mà chị thì đang bơ vơ giữa dòng đời. Nhưng thật may thay, sau phút tuyệt vọng ấy, chị nhận ra mình vẫn còn bố mẹ đẻ. Ông bà chiến thoa. Nhưng chị hiểu có bố mẹ nào vui mừng khi thấy con gái mình bị nhà chồng ruồng bỏ đâu. Biết làm sao được, đến bước đường cùng khi ta chẳng còn nơi để đi, trốn để về, thì ta vẫn phải tìm về mái nhà năm xưa. Sau 10 phút đạp xe, chị Lượng đã về đến ngôi nhà ở cuối xóm lục. Bà Thoa đang rửa bát ngoài bến giếng, nhìn thấy con gái về giữa trưa nắng thì vội chạy ra và hỏi. Có chuyện gì mà con về nhà giữa trưa thế này? Mà đi đâu mà mang nhiều đồ đạc thế hả con? Chị Lượng nhìn mẹ mắt ngấn lệ và chẳng thể nói được câu gì. Thấy con gái rưng rưng nước mắt, bà Thoa rụng. Thôi, có chuyện gì nói sau, con vào nhà đi cho mát. Mẹ xách đồ đạc vào cho. Vâng lời mẹ, chị Lượng vào nhà, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ dài. Bao lâu nay, chị đã mải miết chạy lo cho cuộc sống mưu sinh mà quên đi bố mẹ đẻ cũng đang già đi mỗi ngày. Căn nhà vẫn vậy, giản đơn như ngày chị đi lấy chồng nhưng lại gần gũi vô cùng. Sau bao nhiêu biến cố thì gia đình chị có nơi mình sinh ra và lớn lên mới đón chào ta trở về. Thấy con gái bơ phờ, bà Thoa chạy xuống bếp pha cho chị Lượng cốc nước chanh đường rồi mang lên trên nhà và nói, con uống nước đi cho mát này. Con xin mẹ ạ. Chị Lượng đáp lại lời mẹ. Chị cầm cốc nước và uống từng ngụm cho tan đi cái nóng bức. Rồi khi chị đã bình tĩnh trở lại, chị nói với bà Thoa. Mẹ ơi, mẹ cho con và cháu Ngân về đây ở với bố mẹ được không ạ? Bà Thoa liền trả lời, có gì mà không được cơ chứ. Nhưng mà tại sao đang yên đang lành con lại đòi chuyển về nhà mình? Con đã xin phép ông bà thông gia chưa? Chị Lượng chẳng muốn giấu mẹ nữa, chị kể cho mẹ nghe. Thực ra suốt thời gian qua, con đã chẳng sống yên trong ngôi nhà ấy mẹ ạ. Sau hơn một tháng anh đang nhà con không may xảy ra chuyện. Mẹ chồng con có đi coi bói, và chỉ vì ông thầy phán tuổi của con với anh đang xung khắc nên dẫn tới cái chết của anh. Từ đó mẹ chồng con luôn đay nghiến con. Con cố gắng cắn răng mà chịu đựng để làm tròn đạo con, giữ lấy chữ hiếu để sau này con cái nó học tập. Nhưng hôm nay chỉ vì con đứng nói chuyện với một anh bạn ngoài chợ mà về nhà mẹ chồng con chửi bới rồi vứt hết quần áo đuổi con đi mẹ ạ. Bà Thoa chẳng thể ngờ được hơn một năm qua con gái mình đã phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay như vậy. Bà nắm lấy tay con và bảo, trời ơi là trời, sao bà thông gia có thể hồ đồ tin vào bói toán như thế được cơ chứ? Mà sao con phải âm thầm chịu đựng như thế, sao không nói cho mẹ biết? Chị Lượng nhìn mẹ mà đáp, con chọn cách im lặng vì chẳng muốn bố mẹ gia đình mình vì con
mà phải suy nghĩ nhiều. Này sự đã thế này, con và cháu cũng chẳng biết đi đâu, con mới phải về nhà mình. Con biết, vì con mà bố mẹ khổ tâm, vì con mà bố mẹ sẽ phải chịu điều tiếng từ hàng xóm láng giềng. Bà Thoa nói, sao con lại nói thế? Bố mẹ luôn chào đón con trở về, nhà là nơi giang tay ôm các con về sau ngày giông bão mà. Con đâu có sai điều gì đâu. Để chiều nay, mẹ sang nói chuyện phải trái với bà thông gia, không thể để bà ấy thích nói gì thì nói được. Lượng ngăn cản mẹ. Thôi mà mẹ, mẹ đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa có được không mẹ? Mẹ chồng con cũng chỉ về quá sốc, quá thương chồng con mà mới thành ra như thế. Thôi thì coi như con chẳng đủ duyên để sống và làm dâu con của mẹ chồng con nữa. Bà Thoa thấy con gái quả thực đã lớn khôn và trưởng thành. Nó đã suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều. Thấy vậy bà bèn bảo, thôi được rồi, tùy con thôi. Hai mẹ con cứ về đây ở với bố mẹ, con cứ đi bán hàng đi, còn việc đưa đón bé Ngân từ sau cứ để mẹ nhé. Chị Lượng mừng vô cùng, vì mẹ chẳng trách móc hay xua đuổi đứa con gái duyên phận hẩm hiu này. Chị đáp, vâng ạ, con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Bà Thoa nắm lấy tay con mà lòng thương cảm cho con gái quá nhiều. Cô con gái bà mới chưa đầy 24 tuổi mà đã phải chịu bao nhiêu những éo le trắc trở, rồi cuộc đời nó sẽ đi về đâu? Bà chẳng thể biết được, nhưng bà tin rằng dù dòng đời có biến thiên như thế nào thì bà vẫn sẽ luôn đồng hành cùng với chị Lượng và bé Ngân. Đúng là ở đời, chỉ có người sinh ra ta và người ta sinh ra mới yêu thương ta vô điều kiện mà thôi. Trở về ngôi nhà sau gần 4 năm xa cách, chị Lượng bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Chị chẳng còn những đêm chợt tỉnh giấc vì mơ màng thấy bên tai những tiếng dằn vặt đai nghiến của bà mẹ chồng. Chị tự nhủ với lòng mình sẽ sống cuộc đời của riêng mình bên đứa con gái bé nhỏ. Hàng ngày chị vẫn dậy sớm mà đi vớt bèo về cho lợn ăn, và có hôm còn dư giả đem đi bán. Rồi chị lại đạp xe ra chợ mà bán hàng. Từ ngày về nhà được bà Thoa giúp đỡ chuyện đưa đón con cái đi học, chị Lượng cũng chẳng phải quá bận rộn như trước. Mỗi chiều tan chợ, chị thong thả mà đạp xe về nhà, và hễ đi ngang qua khúc sông quê với bao nhiêu những khóm lục bình, chị lại để mình có giây phút ngắm nhìn loài cây mọc trên sóng nước ấy. Dẫu mưa nắng nó vẫn xanh, dẫu sóng xô dữ dội đến nỗi phải lênh đênh ra giữa dòng sông, nhưng nó vẫn cố đứng bên nhau và rồi lại trôi dạt vào bờ. Và phải chăng đời chị Lượng cũng như kiếp lục bình trôi, cũng có những cơn bão giông, cũng có lúc bị đánh tạt ra xa, nhưng cuối cùng chị vẫn được trở về nhà trong tình yêu thương của ông bà Chiến Thoa. Thời gian nhẹ bước qua đi, mới đó thôi mà bé Ngân cũng đã lên 7 tuổi. Thời gian giúp vết thương lòng chị cũng chẳng còn đau dai dẳng như trước. Chị mạnh mẽ đối diện với nó. Rất nhiều lần bé Ngân hỏi về bố Đăng, chị chỉ biết né tránh, nhưng giờ đây chị đã khác. Có tối con bé hỏi chị, mẹ ơi, bạn Anh Thư, bạn Tùng Lâm, rồi cả bạn Minh Phương, bạn nào cũng có bố, mà sao con chẳng thấy bố đâu hả mẹ? Chị Lượng ôm con vào lòng mà nói, con cũng có bố như các bạn. Bố con tên là Đăng, bố con cũng đã từng rất yêu con. Con bé lại hỏi, thế giờ bố con đâu hả mẹ? Chị Lượng trả lời con gái, bố con ở trên cao, dù chẳng thể trực tiếp bên con, nhưng bố vẫn luôn âm thầm dõi theo và ở cạnh bên hai mẹ con mình. Cô bé 7 tuổi chưa đủ lớn để hiểu ra hết những lời mẹ nó nói. Cô bé suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Thì ra con trẻ, đứa nào đứa nấy đều khát khao có đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Chị Lượng ngoài thời gian đi làm, chị cố gắng dành thời gian cho bé Ngân nhiều hơn để con không bị thiếu hụt tình thân. Từ ngày trở về xóm Lục, người thân trong làng chẳng còn thấy khuôn mặt u tối lầm lũi của chị Lượng nữa. Người ta thấy chị vui vẻ hơn xưa bên đứa con bé nhỏ. Bà Tâm thì chẳng một lần hỏi han hay ghé thăm chị và cháu nội. Bà coi chị như người dưng nước lã, và có vô tình gặp lại, dẫu cho chị Lượng có cúi chào, bà cũng mặc kệ mà lướt qua. Nhưng từ ngày chị Lượng cầm đồ về nhà mẹ đẻ, ông Tiến và bà Tâm cũng chẳng còn được hạnh phúc như xưa. Ngôi nhà ấy thiếu vắng đi tiếng cười của con trẻ, và thay vào đó là sự cô đơn chán nản của hai ông bà già. Nhưng biết làm sao được, bà Tâm đã chẳng muốn con dâu và cháu nội ở đó, thì bà cũng phải chấp nhận sự trống vắng
nơi căn nhà mình thôi. Chị Lượng cũng chẳng bận tâm quá nhiều về thái độ của mẹ chồng cũ nữa, bởi lẽ chị giờ đây cũng đã hiểu ra rằng mình chẳng thể sống vì người khác, nghĩ gì mãi được. Chị phải sống là chính mình. Thấy chị Lượng chăm chỉ khéo léo, nhiều người trong xóm Lục cũng đôi ba lần giới thiệu cho chị người này người kia, nhưng vì sợ bé Ngân phải sống trong cảnh con em, con anh hay con chúng ta, nên chị Lượng cũng chẳng ngần ngại mà từ chối. Nhưng rồi đến một ngày, ông Tơ bà Nguyệt cũng đã xe duyên và đem đến cho chị một khởi đầu mới. Phải chăng gặp được đúng người, đúng thời điểm thì mới đơm hoa kết trái cho một tình yêu vẹn tròn được. Chị Lượng buôn bán ở chợ và có quen biết với anh Thành người xóm đoài, nhà bên kia bờ sông. Anh Thành hơn chị 2 tuổi, lái xe chở hàng cho mấy ông chủ buôn bán lớn ở chợ. Tình cờ gặp gỡ, rồi mối nhân duyên đã kéo hai người lại gần nhau hơn. Hai người chẳng ngần ngại mà sẻ chia cho nhau phần đời cay đắng mà mình đã trải qua. Anh Thành cảm thương cho hoàn cảnh của chị Lượng, chồng mất và giờ phải nuôi con một mình. Còn chị Lượng, chị thương cảm cho người đàn ông bị vợ phụ bạc, tham phú phụ bần mà dẫn con bỏ chạy theo người tình. Hai con người, hai số phận. Một người, chồng ra đi mãi mãi. Một kẻ, vợ bỏ đi biệt xứ đã va phải nhau. Họ đến với nhau bởi sự đồng cảm. Và chẳng sai khi nói rằng khi ta đồng cảnh ngộ, ta sẽ thấu cảm với nhau nhiều hơn. Trái tim rồi cũng sẽ chạm đến trái tim nhanh hơn. Qua đi những ngày trò chuyện, qua đi những buổi sẻ chia, anh Thành đã ngỏ lời với chị Lượng trong một buổi chiều hoàng hôn đổ bóng nơi con sông trải dài những khóm Lục Bình. Em này, chúng mình về chung một nhà có được không em? Chị Lượng nhìn sắc tím của những cánh hoa Lục Bình trong một chiều tháng năm nóng như thiêu như đốt. Chị chẳng biết liệu tình yêu này có thủy chung như màu của hoa hay không. Chị suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng đáp lời của anh Thành. Thấy chị Lượng còn lăn tăn, anh Thành hỏi lại chị, em còn lo lắng điều gì sao? Câu hỏi của anh Thành khiến cho chị Lượng bừng tỉnh. Chị đáp lại anh, dạ không ạ. Nhưng anh này, em đã có con gái, anh cũng biết rồi đấy. Liệu rằng anh có thể chấp nhận và coi bé Ngân như con của mình không ạ? Anh Thành trải lòng và nói, anh cũng đã từng có con gái, nhưng giờ anh phải xa con bé mãi mãi. Bởi con bé đã bị mẹ dẫn đi theo gã nhà giàu kia rồi. Anh luôn khao khát có những đứa con mà. Rồi anh sẽ cùng em chăm sóc bé Ngân. Em hãy tin ở anh. Con em cũng sẽ là con của anh. Anh sẽ là một người bố tốt, yêu thương và che chở cho hai mẹ con em. Em cảm ơn. Anh đã hiểu cho hoàn cảnh của em. Yêu em, anh sẵn sàng chấp nhận tất cả mà. Anh Thành khẳng định. Thể ra khi yêu con người ta, có thể vì nhau mà làm tất cả. Ở thời điểm đó, cả hai người đã chấp nhận và cùng nhau xoa dịu những vết sẹo trong trái tim của đối phương. Tình yêu quả thực là một phép nhiệm màu. Nó là chất keo để kết dính những con người xa lạ thành những đôi uyên ương chẳng muốn xa rời. Biết được con gái đã có người muốn gắn bó và sẻ chia, ông Chiến và bà Thoa mừng lắm. Bà Thoa thầm cảm ơn trời Phật phù hộ để đứa con bà gặp được người yêu thương mà chấp nhận cho hoàn cảnh của nó. Anh Thành cũng thường ghé nhà bà Thoa mỗi chiều, khi thì đón bé Ngân đi học về, lúc lại sửa lại cho bà Thoa cái chuồng lợn, hay nhiều khi lại ra vườn mà cuốc giới. Anh Thành chẳng ngần ngại giúp đỡ gia đình bà Lượng. Bé Ngân dần cũng quen với sự có mặt của người đàn ông xóm bên. Còn bé cứ hễ nhìn thấy anh là một câu chú Thành, hai câu chú Thành. Anh Thành cũng rất biết cách chiều con bé. Có hôm thì mua cho bé Ngân con búp bê, lúc lại đưa bé đi thả diều hay dạy bé tập tô. Con bé quấn lấy anh, nhìn thấy cảnh tượng đó chị Lượng cũng yên lòng. Thể ra hạnh phúc rồi cũng sẽ mỉm cười với tất cả chúng ta. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn chờ đợi và mở lòng với người ta dung cảm. Còn về phía gia đình anh Thành, ông Trường, bà Thảo, bố mẹ anh Thành cũng vui mừng chẳng kém. Bởi sau ngày con dâu trước bỏ nhà đi, ông bà chỉ thấy con trai chìm trong u buồn. Có những đêm bà Thảo thấy ánh đèn còn sáng bên căn nhà của Thành, bà mon men đi sang thì thấy con trai một mình, một chai rượu, ngồi mà uống ực từng ngụm một. Nhưng từ ngày quen biết chị Lượng, bà thấy Thành khác xưa nhiều, tươi tỉnh và chẳng còn đắm chìm trong rượu bia nữa. Phải chăng khi trái tim có nắng, có được vị yêu ngọt ngào, con người sẽ hồi sinh
và bước ra khỏi bóng tối. Anh Thành giờ đây đã khác xưa, có mục đích sống, có người để hướng về và thấy cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa. Được sự đồng ý của gia đình hai bên, anh Thành và chị Lượng đã về chung một nhà. Vì đều là chuyến đò thứ hai của cả hai, nên hai gia đình cũng chỉ sắp vài mâm cúng trình gia tiên và mời những người thân đến dự. Chẳng có váy cưới lộng lẫy, chẳng có những tiếng nhạc sập sình, nhưng cả anh Thành và chị Lượng đều cảm nhận được hạnh phúc đang trào dâng. Buổi sáng đưa chị Lượng về nhà chồng là buổi sáng trời nắng đẹp. Họ nhà trai và nhà gái lần lượt từng người bước lên con thuyền to để về xóm đoài bên kia sông. Vạt nắng sớm chiếu lung linh xuống mặt nước, đậu trên tà áo dài của chị Lượng và nhảy nhót trên bờ vai của anh Thành. Đó là giọt nắng của bình minh, của khởi đầu mới. Chị Lượng mỉm cười nhìn xuống những khóm lục bình còn sót lại vài bông hoa tím biếc. Chị mong ước mình sẽ có được hạnh phúc bền chặt, tình yêu gắn bó. Những ngày về làm dâu xóm đoài của hai mẹ con chị Lượng là những ngày vô cùng bình yên và hạnh phúc. Vợ chồng chị Lượng được ra ở riêng tại căn nhà trước kia anh Thành đã xây. Ông Trường và bà Thảo thì yêu quý con dâu hết mực. Cứ chiều đi làm đồng về là bà Thảo lại gọi con bé Ngân sang chơi ăn cơm với ông bà cho vui cửa vui nhà. Ngày ngày, anh Thành vẫn lái xe chở hàng cho mấy ông chủ ngoài chợ. Vì cách xa chợ gần xóm Lục nên chị Lượng chẳng thể đi qua đó mỗi ngày bán hàng được. Để phụ giúp chồng kinh tế, chị Lượng mở luôn cửa hàng nhỏ bán tạp hóa và hoa quả trước cửa nhà mình. Sáng sớm chị vẫn tranh thủ mà ra ngoài bờ sông vớt lục bình bán cho những nhà thu mua làm phân hữu cơ. Cuộc sống chẳng giàu sang nhưng cũng có chút dư giả. Hạnh phúc bình yên cứ bước đến bên gia đình chị như thế. Anh Thành biết quan tâm vợ con, chị Lượng thì biết đối nhân xử thế. Gia đình lúc nào cũng trong ấm ngoài êm. Khi bé Ngân lên 10 tuổi thì vợ chồng anh chị đón thêm thành viên nhí mới. Anh Thành vui mừng đặt cho con cái tên Thành Đạt, những mong sao sau này con công thành danh toại. Từ ngày gia đình anh Thành đón bé Đạt chào đời, kinh tế gia đình cũng có phần có khó khăn hơn. Hàng tháng anh Thành phải lo liệu tiền sinh hoạt cho cả nhà, nào là tiền điện, tiền nước, tiền học thêm cho bé Ngân, rồi cả tiền bỉm sữa cho thằng cu Đạt. Có những ngày cứ mở mắt ra là phải tiêu đến tiền, có những tháng chưa đến ngày 30 mà trong nhà đã chẳng còn dư giả đồng nào. Thấy chị Lượng vợ mình vừa mới sinh được hơn một tháng mà đã phải dọn hàng ra bán, rồi nhiều khi ngồi bần thần đếm từng đồng tiền một, anh Thành thấy thương vợ vô cùng. Anh cố gắng làm việc, chạy xe thuê mỗi ngày thêm vài chuyến nữa để có tiền trang trải trong cuộc sống. Cũng có những đêm tỉnh giấc, anh thấy chị Lượng thao thức chưa ngủ, anh hỏi vợ, sao em còn chưa ngủ thế? Chị Lượng đáp lại lời chồng, dạ em chẳng ngủ được anh ạ, em mới sinh nên chẳng đi làm tranh thủ được chập tối sớm mai như trước. Em cũng chẳng đỡ đần thêm được anh gì. Kinh tế trong gia đình anh phải lo liệu hết. Nhìn anh vất vả mà em thấy áy náy phận mình quá. Anh Thành nói nhỏ, em đừng có nghĩ ngợi linh tinh mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh là đàn ông con trai, trụ cột trong gia đình, anh phải có trách nhiệm lo liệu cho em và hai con chứ. Chị Lượng trả lời, vâng ạ, nhưng anh cũng đừng có cố quá mà lại ốm ra thì khổ lắm đấy ạ. Anh Thành đáp lại lời vợ, anh biết mà, thôi thì vợ chồng mình cùng nhau cố gắng qua lúc khó khăn này em ạ. Có con là hạnh phúc lắm rồi. Nhiều nhà có tiền tỷ mà con cái không có thì cũng có làm gì đâu. Dạ vâng ạ. Hai vợ chồng nhìn ngắm bé Thành Đạt đang ngủ mà lòng bỗng lại thấy thanh thản vô cùng. Phải chăng niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm cha làm mẹ là được nhìn thấy các con khỏe mạnh, và hạnh phúc giản đơn đôi khi chỉ là được ngắm nhìn các con ngủ ngon mà thôi. Cuộc sống mưu sinh khiến con người phải lao đầu vào công việc mà làm lộn. Anh Thành vì trách nhiệm với gia đình, vì thương vợ thương con nên đã nhận thêm việc mà làm. Ngoài việc lái xe chở hàng thuê, anh còn nhận thêm việc bốc vác ngoài chợ. Hễ ai thuê gì là anh làm nấy. Còn chị Lượng, sau 2 tháng kiêng cữ, chị cũng tranh thủ gửi thằng cu Đạt bên nhà bố mẹ chồng để ra ngoài bờ sông vớt lục bình như xưa. Nhiều khi chị cũng phải thầm cảm ơn những khóm lục bình nơi con sông quanh năm quanh co uốn lượn ấy. Nó giúp chị mỗi ngày cũng kiếm thêm được gần 100.000. Số tiền chẳng nhiều nhặn gì,
nhưng cũng giúp vợ chồng anh chị đỡ đi những khó khăn. Những ngày khó khăn ấy cũng đi qua. Người ta nói đúng là thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông cũng cạn. Nhưng đời người thì chẳng biết trước được điều gì. Nhiều khi người ta đủ tỉnh táo để dìu dắt nhau qua bước gian nan, nhưng khi có được đồng ra đồng vào thì lại dễ bị sẩy chân mà đánh mất mình. Ngày bé Ngân lên 12 tuổi, thằng cu Đạt lên 2 tuổi, gia đình anh Thành cũng chẳng phải quá khó khăn như trước. Nhưng lúc này đây, vợ chồng anh chị lại cùng nhau lên những mục tiêu mới cho tương lai. Con người là vậy, chẳng bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Mùa mưa năm ấy, cách giam 3 ngày, trời lại đổ những trận mưa thật to, kèm theo những đợt gió dữ dội. Căn nhà mái ngói của anh Thành và chị Lượng tưởng chừng như cũng có lúc siêu vẹ trước những trận mưa lớn. Có những đêm mưa giả dích chẳng ngớt, anh Thành tí lại phải chạy đi kiếm cái xô, cái chậu mang vào nhà hứng những chỗ rột. Chị Lượng bế thằng cu Đạt chuyển chỗ nằm liên tục. Những đêm đó, cả hai vợ chồng anh Thành chẳng được chợp mắt tí nào. Anh Thành chán nản mà nói với vợ: "Em này, vợ chồng mình phải cố gắng mà sửa lại cái nhà thôi em ạ, chứ như thế này mãi sao được. Nhà mà dột hết chỗ này, để chỗ kia, anh nhìn mà xót cho hai con quá. Đến giấc ngủ mà chúng cũng không được ngủ ngon." Chị Lượng hiểu nỗi lòng chồng, chị đáp: "Dạ vâng ạ, vợ chồng mình thì thế nào cũng được, nhưng có hai con rồi, các con cũng cần có giấc ngủ ngon, cũng cần không gian riêng để học tập." Anh Thành gật đầu rồi nói tiếp: "Đúng rồi, vợ chồng mình cố gắng đổ mái bằng rồi xây lên thêm một tầng nữa cho thoải mái em ạ." Nhưng nhẩm tính sơ sơ, chị Lượng bảo: "Giờ mà dở ra làm khéo cũng phải hết 400-500 triệu anh ạ. Thôi vợ chồng mình cùng nhau cố gắng em ạ." Anh Thành động viên vợ. Chị Lượng gật đầu đồng ý với chồng. Sau cơn bão đêm ấy, trời lại quang, mây lại tạnh. Chị Lượng vẫn như mọi khi dậy sớm và vác thuyền ra sông. Sau cơn mưa tầm tã, Lục Bình vẫn xanh mướt một màu, nhưng có khóm thì nghiêng ngả, có những khóm thì theo sóng nước mà bị trôi dạt ra xa. Cuộc đời con người cũng có khi có giông bão, cũng có lúc lặng yên, quan trọng nhất vẫn là lòng người chẳng đổi thay. Chị Lượng nhanh chân đạp thuyền ra ngoài và bắt đầu vớt những khóm Lục Bình và buộc chặt thành những bó đều tăm tắp. Chị vừa làm vừa nghĩ về mục tiêu mà vợ chồng anh chị đã đề ra, để gia đình có một mái ấm, để có một ngôi nhà kiên cố đủ che mưa che nắng, cả hai người phải phấn đấu thật nhiều. Sau đêm hôm đó, anh Thành cũng suy nghĩ nhiều để kiếm thêm thu nhập, chẳng còn dừng lại ở việc kiếm tiền đủ cho chi tiêu và có chút dư giả như trước nữa. Giờ đây, anh còn phải phấn đấu để có thật nhiều tiền. Áp lực kiếm tiền đè nặng lên vai khiến anh Thành chẳng ngày nào thôi những suy nghĩ. Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được đồng tiền cũng đâu có dễ gì. Mà kiếm được tiền thì cũng phải chi tiêu, chứ cũng có giữ khư khư mãi được đâu. Bé Ngân đã lên cấp 2, thằng em Đạt cũng đi học nhà trẻ. Mỗi tháng anh chị cũng phải bỏ ra một khoản lớn tiền ăn học cho các con. Làm ra chút thì cũng tiêu đôi chút mất rồi. Dù mục tiêu là vậy, nhưng hiện thực được hay không lại là câu chuyện khác. Nhiều khi giữa mục tiêu ước mơ và thực tế lại là một khoảng cách vời vợi mà con người mãi mới với tay đến được. Đúng vào thời điểm đó, anh Thành được một người bạn tên Dũng giới thiệu lái xe liên tỉnh. Tuy có vất vả hơn, thường xuyên xa nhà hơn, nhưng thu nhập lại cao hơn gấp bội việc chỉ chở hàng thuê loanh quanh ở chợ. Tối đó, anh về bàn với chị Lượng: "Em này, anh có chuyện muốn bàn tính với em." Chị Lượng đáp: "Vâng, anh nói đi, em nghe đây ạ." "Sắp tới anh định nhận lái xe chở hàng liên tỉnh em ạ, em thấy có được không?" Chị Lượng đáp lại chồng: "Nhưng đi đường xa vất vả lắm anh ạ, chưa kể còn nguy hiểm nữa." "Vất vả hơn nhưng được cái thu nhập lại ổn hơn rất nhiều em ạ." "Dạ vâng, nhưng mà anh sẽ phải đi liên tục mấy ngày trời, em lo cho anh lắm." "Anh không sao mà, anh đi liên tục và xa nhà như thế, em ở nhà cũng sẽ vất vả hơn, nhưng vợ chồng cùng nhau cố gắng em nhé." "Vâng, anh đừng lo gì cả, em sẽ chăm sóc hai con chu đáo." Thuận vợ thuận chồng, anh Thành quyết định nhận những chuyến xe chở hàng liên tỉnh. Cũng từ ngày ấy, người trong xóm đoài cũng ít thấy anh xuất hiện ở nhà hơn. Anh gắn mình trên xe, lúc thì chở hàng vào tận Sài Gòn, lúc lại qua tận những tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước. Sau mỗi chuyến chở hàng,
Số tiền anh nhận được cũng xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Điều đó khiến anh càng đam mê kiếm tiền hơn. Và cái giá phải trả cho điều ấy chính là phải sống xa vợ con, là những bữa ăn vội trên xe và là sự hao hụt về sức khỏe. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống mưu sinh khiến con người ta đôi khi buộc mình phải lao đầu về phía trước. Cũng có lúc tay anh mỏi rã rời, mắt trùng xuống vì thiếu ngủ. Nhưng vì nghĩ đến ngôi nhà khang trang, đủ che nắng che mưa, anh Thành lại gồng mình lên mà cố gắng. Những ngày anh Thành đi xa nhà, chị Lượng một tay cáng đáng đủ thứ chuyện, từ lớn đến nhỏ trong nhà. Bé Ngân giờ cũng đã lớn, con bé thấy được sự vất vả của bố mẹ nên rất hiểu chuyện. Ngân thường trông em giúp mẹ, rồi có khi vừa dỗ em vừa nấu cơm, hay có chiều bà Thảo trông thằng Cu Đạt giúp, thì Ngân lại xin mẹ cùng ra bến sông mà vớt lục bình. Trong con mắt của một đứa trẻ 12-13 tuổi, bến sông phủ đầy lục bình đẹp đến nên thơ. Nhiều khi nó đi theo chị Lượng phụ giúp mẹ thì ít, mà hái những bông hoa tím biếc thì nhiều. Ngân nâng niu những bông hoa mỏng và mang về cắm vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ ở nhà. Tuổi thơ trong Ngân giờ đây chẳng còn là những ngày rong chơi cùng lũ bạn trên triền đê hay những chiều chơi trốn tìm ngoài đầu ngõ nữa. Với nó còn là những chiều vui vẻ theo mẹ đi làm. Chị Lượng nhìn đứa con gái mỗi ngày một lớn khôn thì hạnh phúc vô cùng. Chị chẳng ngờ đi qua cuộc hôn nhân không mấy vẹn tròn, chị lại có thể có những ngày ấm áp như hiện tại. Nhưng rồi bão giông cũng ập đến bên chị. Nó cứ mon men từng ngày và xô đổ cánh cửa của gia đình chị lúc nào không hay. Anh Thành đi làm ăn xa, kiếm được nhiều tiền là thật, nhưng rồi chính vì lòng tham ham giàu nhanh ấy mà anh lại để mình dễ rơi vào những cạm bẫy. Sau những giờ lái xe mệt nhọc, anh Thành thường nghỉ lại trên tỉnh một ngày cho lại sức rồi mới trở về nhà. Lần ấy, hai anh bạn trong xóm cùng lái xe liên tỉnh đang nghỉ chân tại quán bia, nhìn thấy anh Thành, họ bèn gọi anh vào uống mấy cốc bia cho mát. Anh Tùng gọi lớn, Thành ơi, xuống xe vào đây nghỉ ngơi chút đi. Anh Thành nghe tiếng gọi thì mở cửa xe và bước xuống, đi vào rồi nói, chúng mày ngồi nghỉ ở đây à? Tùng đáp lại anh, thường bọn tao chạy xe liên tục vào ngày, xong thì toàn nghỉ ở đây, một đến hai hôm mới về nhà, chạy liên tục chịu thế nào được. Rồi bảo vừa rót cốc bia cho anh Thành vừa nói, này được nghỉ đến tận chiều mai mới về, uống đi mày. Thành cầm cốc bia lên và bảo, thê cùng nâng cốc đi nào. Nói rồi cả ba người nâng cốc và uống cạn cốc bia đầy. Rồi Tùng hỏi anh Thành, mày nhận lái xe đường dài này lâu chưa? Thành đáp, tao cũng mới nhận hơn nửa tháng nay thôi. Bảo hỏi tiếp, có kiếm được hơn trước không mày? So với chở hàng quanh quần ở xã, ở chợ thì cũng hơn chút ít. Tùng nói luôn, nhưng cũng không ăn thua đâu mày ơi. Bọn tao lái xe đường dài này cả gần 2 năm nay cũng có chút dư giả hơn là mấy đâu. Chẳng qua vì miếng cơm manh áo nên vẫn phải bám lấy cái nghề để kiếm kế sinh nhai. Thành thắc mắc, thế sao tao thấy hai đứa chúng mày đứa nào đứa nấy, nhà cao cửa rộng vợ con, chẳng phải vất vả gì thế? Bảo cười và nói, đấy là chúng tao tranh thủ những lúc nghỉ ngơi như thế này, bỏ chút tiền ra gọi là đầu tư. Vận may đến thì có của ăn của để. Một khi trời đã thương thì làm người thường cũng khó mày ạ. Thành nghe thấy vậy thì ham hố, anh hỏi luôn, nghe hấp dẫn thế, chỉ tao với. Bảo đáp, nhưng mày phải có chút máu liều, chứ cái món ấy mà nhát thì chẳng ăn thua đâu. Mà cũng đừng có đâm đầu vào sâu quá, tháng đôi ba lần gọi là làm vào những ngày dừng chân nghỉ ngơi như thế này thôi. Anh Thành liền nói, ừ tao biết rồi, có gì thì chỉ tao với, cũng chẳng giấu gì chúng mày. Vợ chồng tao đang cố cày cuốc để sửa lại ngôi nhà. Tùng nghe xong thì nói, thế chuyến sau giao hàng xong thì đi theo chúng tao, còn hôm nay thì anh em mình cứ xóa đã, chuyện đâu còn có đó, lo cái nỗi gì. Cả Bảo và Thành đồng ý, và thế là cả ba người họ lại nâng cốc, uống hết cốc bia này đến cốc bia khác. Sau cuộc nói chuyện ấy, Thành suy nghĩ rất nhiều về những lời Tùng và Bảo đã nói. Anh mong đến chuyến hàng sau để mình tranh thủ kiếm thêm chút thu nhập, được thêm đồng nào thì hay đồng ấy. Và như đã hẹn, cuối tuần sau Tùng đã gọi cho Thành và hẹn ở quán bia cũ. Lần này ba người họ chẳng vào uống như lần trước, mà cùng nhau đến một con hẻm nhỏ nơi có những ngôi nhà cao tầng đứng san sát cạnh nhau. Đi bộ tầm 5 phút, cả ba dừng chân tại ngôi nhà 3 tầng cửa đóng then cài. Sau khi Tùng bấm chuông, một người đàn ông lực lưỡng mở cửa. Nhìn thấy Tùng, người đàn ông kia cười nói,
lâu lắm mới thấy chú em ghé chỗ bọn anh đấy nhé, vào đi. Tùng đáp, dạo gần đây em cũng hơi bận anh ạ. Người đàn ông kia vừa đóng cửa vừa bảo, này có người mới à? Bảo trả lời, bạn hai đứa em anh ạ. Ừ, bạn hai chú là anh yên tâm rồi. Thôi ba đứa lên đi. Tùng trả lời, vâng ạ. Rồi ba người leo lên cầu thang và bước lên tầng 2. Thành thấy trước mắt anh là những nhóm người đang vây quanh những lá bài đen đỏ. Nhóm thì ngồi dưới sàn nhà, nhóm lại ngồi trên bàn, chẳng nhóm nào giống nhóm nào. Thành chợt hiểu ra cái món đầu tư liều lĩnh mà Tùng và Bảo nhắc đến chính là cờ bạc. Anh Thành đã nghe kể bao nhiêu người tan cửa nát nhà vì cái món này, nên anh tự nhủ không để bản thân dính vào nó được. Nhưng chân đã đến, người đã ngồi xuống cạnh bên hai thằng bạn, nên anh cũng giữ phép lịch sự mà ngồi lại. Tùng hỏi Thành, mày chơi luôn không? Thành đáp, hai đứa mày cứ chơi đi, tao quan sát học tập đã. Tùng cũng chẳng bận tâm quá về những lời Thành nói, anh ta nhanh chóng nhập cuộc chơi. Thành nhìn Tùng chơi mà choáng ngợp, bởi đêm đó đúng là vận may đến với Tùng. Anh ta thắng liên tiếp và bao nhiêu những tờ 200.000 rồi 500.000 cứ lần lượt chui vào túi của anh ta. Thấy cũng ngon ăn, Thành cũng bắt đầu chơi ván đầu tiên. Vì mới chơi nên anh chỉ đặt cược một vài trăm nghìn. Những ván đầu Thành cũng có những thắng lợi đầu tiên. Anh nhẩm tính sơ sơ cũng được hơn 1 triệu lận, bằng cả một chuyến chở hàng liên tỉnh rồi còn gì. Nhưng thêm vài ván nữa, anh thua nên cũng chỉ được lãi vài 300. Chơi đến khuya, Bảo dục, thôi hôm nay đến đây thôi, về nghỉ chiều mai còn về quê chú mày ơi. Nghe Bảo nói, cả Tùng và Thành đều đứng dậy rồi ra về. Vừa ra khỏi cửa, Tùng khen Thành, mày mới chơi lần đầu mà cũng gây ra trò đấy nhỉ. Thành nói, chắc cũng ăn may thôi. Ừ, cái trò này nhiều khi cũng cần vận may nữa, nhưng chơi mãi khắc quen, mới đầu ra quân thế cũng gọi là thắng lợi rồi. Thành thấy thi thoảng đến chơi cũng có cái thú của nó, miễn sao không đâm đầu vào sâu là được. Anh nói với Bảo và Tùng, lần sau có đi thì ới tao câu nhé. Bảo đáp, nhất trí. Và kể từ ngày đó, anh Thành thấy mấy thằng bạn anh nói cũng đúng, nếu chỉ trông chờ vào tiền đi chở hàng thuê thì đến bao giờ mới sửa được nhà. Anh quyết tâm mỗi tháng sẽ ghé vào ngôi nhà 3 tầng đó đôi 3 lần để gỡ gạc thêm chút ít. Những tháng đầu tiên, anh Thành vẫn đủ tỉnh táo và biết điểm dừng, nên lần nào cũng dư giả, lãi lời được vài trăm nghìn. Hàng tháng anh vẫn đều đặn gửi tiền về cho chị Lượng chi tiêu và tiết kiệm. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã qua đi 1 năm. Thời gian khiến anh Thành ngày một lún sâu hơn vào cờ bạc. Có những hôm máu tham nổi lên, anh đặt cược lên đến tiền triệu. Có những ván thắng lớn khiến anh tham lại càng tham. Nhưng rồi tham thì lại thâm. Ván này được không có nghĩa là những ván sau sẽ được. Cũng có những ván anh thua lỗ, và khi thua lỗ anh lại càng muốn gỡ gạc lại. Một thời gian sau, chị Lượng chẳng còn thấy chồng đều đặn gửi tiền về như trước. Nhưng chị cũng chẳng dám hỏi vì sợ mình gây áp lực tiền nong cho chồng. Chị vẫn ở nhà làm việc quần quật từ sáng sớm đến đêm muộn. Và vì chẳng nhận được tiền từ anh Thành nữa nên chi tiêu trong nhà cũng khó khăn hơn. Ngoài việc đi vớt lục bình bán hàng ra, chị còn tranh thủ đi rửa bát thuê cho mấy quán cơm gần nhà. Anh Thành thì ngày đi một nhiều hơn, ngày một đắm mình vào những ván bài nhiều hơn. Thua lỗ khiến anh lại càng phải đai lưng ra chạy xe để có tiền đổ vào những cuộc chơi mới. Nhưng rồi cũng đến lúc thắng chẳng còn thấy đâu, anh nhận về toàn thua với lỗ. Những tưởng sau vài năm đi làm ăn xa, vợ chồng anh Thành sẽ đủ tiền sửa lại ngôi nhà. Những tưởng cứ cố gắng là sẽ có thành quả, nhưng không. Đến khi bé Ngân 16 tuổi bước vào cấp 3, thằng cu Đạt lên 6 và bước vào cấp 1, thì ngôi nhà cũ năm nào vẫn vẹn nguyên như thế, chẳng có chút đổi thay. Mùa mưa đi qua, bấy nhiêu mùa, chị Lượng phải nhanh tay nhanh chân đi tìm chậu mà hứng nước mưa. Nhà vẫn dột và các con vẫn chẳng có một giấc ngủ yên. Chị Lượng nhớ mãi buổi chiều tháng 7 năm đó, khi chị vừa gánh những bó lục bình đem đi chợ bán và trở về nhà, thì thấy bóng dáng anh Thành ngồi vật vờ ở thềm nhà. Chị Lượng vội đặt quang gánh xuống và chạy lại hỏi, anh về lúc nào đó ạ? Sao không báo trước cho em 1 tiếng? Anh ốm đó hả? Trước hàng loạt những câu hỏi của chị Lượng, anh Thành ngao ngán mà đáp lại, anh mất hết rồi. Chị Lượng chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo như thế nào. Chị gặng hỏi anh mất gì? Anh nói gì em chẳng hiểu. Anh Thành thẫn thờ nói, anh mất xe rồi.
Làm sao lại ra nông nỗi này hả anh? Thế anh đã báo công an chưa ạ? Không, là do anh chơi bời thua lỗ, anh phải bán xe đi để trả nợ. Chị Lượng nghe chồng nói mà như chết lặng giữa sân nhà. Chị chẳng thể ngờ người chồng chị hết mực tin tưởng lại có ngày dấn thân vào cờ bạc đến nỗi tay trắng trở về. Thấy chị Lượng không nói nên lời, anh Thành cầu xin vợ tha thứ cho anh. Anh sai rồi, là do anh tham lam, anh muốn vợ chồng chúng mình mau chóng có căn nhà khang trang hơn nên anh mới để mình lao đầu vào đó. Chị Lượng đã rất muốn mắng chửi thậm tệ anh Thành cho nguôi đi cơn giận dữ, nhưng rồi chị lại thấy trách mình vì thời gian qua đã lao đầu vào làm ăn mà chẳng quan tâm đến chồng. Chị lại càng thương anh vì gánh nặng kinh tế mà mới trở nên như vậy. Lặng đi một hồi, chị Lượng nói: "Thôi anh ạ, của mất thì cũng đã mất rồi, giờ vợ chồng mình lại cố gắng làm ăn, mong sao ông trời cho cái sức khỏe để mà làm, năng nhặt thì chặt bị anh ạ." Anh Thành thầm cảm ơn vợ đã hiểu và cảm thông cho mình. Những ngày sau đó, vì chẳng còn chiếc xe ô tô tải nên anh Thành chẳng thể tiếp tục công việc chở hàng thuê cho người ta nữa. Loanh quanh sớm tối ở nhà, Thành thử ra cũng chán, anh Thành cũng theo chị Lượng ra khúc sông quê mà vớt lục bình đem đi bán. Vậy là giữa dòng lục bình trôi, hai vợ chồng anh chị lại lênh đênh trên con thuyền nhỏ, ngày ngày kiếm sống. Kiếm tiền khó khăn khiến cho anh Thành từ người đàn ông nhiều mục đích, lắm ước mơ, nay trở thành kẻ hạn hẹp về hoài bão. Anh quên đi mục tiêu sửa căn nhà năm nào. Giờ đây người đàn ông ấy chỉ gói mình nơi góc nhà và ven con sông quê. Dòng đời thay đổi khiến con người ta nhiều khi cũng đổi thay. Nhiều khi chị Lượng thấy chồng chỉ ngồi lặng một mình nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt và chẳng biết anh đang nghĩ ngợi về điều gì. Con người ta là vậy, lúc bận rộn thì chẳng còn thời gian mà suy nghĩ quá nhiều, nhưng một khi đã rảnh thì bao nhiêu điều cứ ùa về. Người ta mặc cảm vì mình chẳng ra gì, người ta trầm lắng hơn vì nghĩ mình là gánh nặng cho vợ con, rảnh rỗi sinh nông nổi. Sau những giờ phút cùng vợ đi vớt lục bình, khi chị Lượng trở về bán hàng hoặc tranh thủ đi rửa bát thuê, thì anh Thành đâm ra chán nản, anh tìm đến rượu để quên đi nỗi sầu vương trong lòng. Lúc đầu chỉ là uống cho đỡ buồn đỡ tủi, để nuốt đi những cay đắng, nhưng uống nhiều thành quen, anh Thành con sâu nghiện rượu từ bao giờ. Có lần chị Lượng trở về nhà khi chiều đã muộn thì thấy anh Thành đã nằm dài giữa nhà bên cạnh những chai lọ ngổn ngang. Có khi lại thấy anh mệt mỏi bên thằng cu đạt, hay cũng lắm khi anh để mình tu ửng ở chai rượu một mình. Nhìn thấy chồng chìm đắm trong men say, rất nhiều lần chị Lượng đã can ngăn: "Anh Thành ơi, anh đừng uống nữa, hại sức khỏe lắm đó anh." Một khi đã say thì con người ta chẳng thể kiềm chế cảm xúc và làm chủ được chính mình. Anh Thành nhìn chằm chằm vào chị Lượng mà nói: "Hại sức khỏe tôi chứ có hại sức khỏe cô đâu, mà cô phải lo, mặc xác tôi, tránh ra để cho tôi được uống." Chị Lượng cố năn nỉ chồng: "Sao anh lại nói thế? Thôi anh nghe em, anh vào nhà nghỉ ngơi đi." Anh Thành vẫn vừa uống vừa nói: "Tôi phải uống, tôi phải say để quên đi cái sự đời này. Hay là cô tiếc tiền mua rượu cho tôi hả? Cô đừng nghĩ mình kiếm được vài đồng mà lên mặt dạy đời với tôi, thằng này đếch cần." Chị Lượng chán ngán mà nói: "Sao anh lại thành ra như thế này hả anh?" Anh Thành cười khảnh khạch mà đáp: "Vì sao cơ á? Chính là vì mẹ con cô, vì các người mà thằng này phải nai lưng ra mà làm nên mới trắng tay như bây giờ. Thằng này là kẻ thất bại, là gánh nặng cho mẹ con cô đúng không? Giờ cô khinh thường, chẳng coi thằng này ra gì, có đúng không?" Khi con người xa cơ, người ta thường có thói quen đổ lỗi cho những người xung quanh. Họ mặc cảm về chính mình và luôn nghĩ người khác đang khinh thường mình. Chị Lượng chẳng muốn đôi co với một kẻ đã bị say. Chị lặng lẽ xuống bếp và nấu cơm. Bé Ngân đã chứng kiến thấy hết cảnh tượng ấy. Cô bé thương cho mẹ vô cùng. Cô chỉ biết đứng nhìn, rồi âm thầm đi vào phòng học và tự nhủ với lòng mình phải cố gắng học tập để trở thành một bác sĩ, để có thể thoát khỏi cuộc sống đầy những vất vả này. Từ ngày anh Thành biết đến rượu bia, anh cũng dần quên đi việc phải phụ giúp chị Lượng chuyện làm ăn. Thấy bố suốt ngày say xỉn, Ngân thất vọng vô cùng. Cô bé chỉ biết dậy sớm cùng mẹ ra ngoài sông mà vớt lục bình. Chị Lượng ban đầu chẳng đồng ý vì sợ con bé vừa làm vừa học quá sức, nhưng Ngân nhất quyết đi theo mẹ,
nên từ đó hai mẹ con đã gắn bó trên mặt sông lúc sớm mai đều đặn mỗi ngày. Nhiều khi đợi mẹ trên thu dọn để trở về nhà, con bé nhìn những khóm lục bình xanh mướt xa xa và gửi đó một giấc mơ về ngôi trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Ngân càng lớn càng giống chị Lượng thuở con gái, nhiều ước mơ và khát vọng. Nhưng vì gia đình, chị Lượng buộc lòng phải cất nó đi. Còn Ngân, cô bé chẳng muốn vì bất kỳ điều gì mà nó phải thôi tiến bước về giấc mơ đó. Nó chăm chỉ học hành, càng lên lớp 12, nó càng quyết tâm cao hơn. Nhưng cũng chính ở thời điểm đó, anh Thành lại sinh ra thay tính đổi nết. Nếu trước kia anh uống rượu rồi lăn ra ngủ, còn giờ đây, lúc tỉnh thì chẳng sao, nhưng hễ có chút men trong người là anh than trời trách đất, có khi còn xô bàn đập bát đũa. Căn nhà bình yên năm nào này cứ giam ba bữa lại là một mớ hỗn độn với những mảnh thủy tinh vỡ. Chẳng còn dừng lại ở việc uống rượu một mình ở nhà, anh Thành lại tìm đến chốn quán xá mà tụ tập cho qua ngày đoạn tháng. Thỉnh thoảng chị Lượng lại thấy anh trở về trong bộ dạng người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Cứ về nhà là anh lại quát lớn: "Con Ngân, thằng Đạt đâu? Mang rượu ra đây." Khi đó Ngân đang học bài trong nhà. Con bé mặc kệ tiếng gọi của bố Thành, nó khép cửa để tập trung học bài. Chị Lượng nghe thấy chồng quát thì chạy ra nói: "Em xin anh để cho thằng cu Đạt ngủ, mai con nó còn dậy sớm đi học." Anh cũng khe khẽ cái mồm: "Để cho con Ngân nó còn học bài, năm nay con Ngân cũng lên lớp 12 rồi đấy." Anh Thành bước đi loạn choạng, vừa đi anh vừa nói: "Học với hành mà làm gì, tốn tiền tốn của, mang rượu ra đây." Chị Lượng vội ngăn bước chân anh tiến vào phòng các con, chị nói: "Bao nhiêu rượu, anh đã uống hết rồi, tiền đâu mà mua mãi rượu được, anh bê tha quá rồi anh Thành ạ." Anh Thành nghe vậy thì la lớn: "Cô dám nói tôi bê tha sao? Cô thì giỏi rồi, hễ mở mồm ra là tiền, lại là tiền, lúc nào mở mồm ra cô cũng kêu tiền tiền tiền. Bây giờ tôi không còn làm ra tiền nữa, nên cô khinh tôi chứ gì. Thằng này sẽ có ngày vứt thẳng cục tiền vào mặt cô cho cô biết, tránh ra." Anh Thành hùng hổ đi vào trong tìm kiếm rượu. Bị anh Thành hất tay, chị Lượng ngã chỏng quèo xuống sàn nhà. Anh Thành bước qua gian buồng Ngân đang học bài. Anh nhìn thấy con gái nên đã quay lại và nói: "Học làm gì, rồi cũng có ăn thua gì đâu. Mày nghe tao bỏ đi, đi làm kiếm tiền mang về mua rượu cho tao, đỡ phải học với hành nhọc người." Ngân bật khóc, con bé nói: "Con xin bố để con học bài." Anh Thành mặc kệ lời con gái nói, anh ta vừa đi vừa nói: "Xin với giỏ cái gì, tao có gì đâu mà cho mày, mang rượu ra đây nhanh." "Bố đừng uống rượu nữa có được không, mặc xác tao, mẹ con chúng mày lấy cái quyền gì mà ngăn cấm tao uống rượu cơ chứ." Nói rồi anh bước đến bàn học của Ngân, lục lọi tìm kiếm chai rượu, chẳng thấy thứ mình cần, anh tiện tay vứt hết sách vở xuống nền nhà. Có khi tiện tay anh xé luôn cuốn vở con gái đang viết. Mặc cho vợ ngăn cản con van xin, anh Thành cứ để mình làm những gì bản thân muốn. Nhìn những cuốn sách tập vở bị xé nát hay cũng có khi bị đem ra sân đốt, lòng Ngân đau như cắt. Đã có lần vừa khóc cô bé vừa gào lên mà nói: "Bố là người đàn ông tồi, bố không xứng đáng là bố của chúng con." Anh Thành chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra sai lầm nữa. Anh chỉ càng thêm bực tức và chửi mắng vợ con lâu hơn. Sống trong ngôi nhà đầy mùi rượu, nhiều những tiếng chửi bới, Ngân đã hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao mẹ không bỏ bố Thành đi? Cuộc đời được mấy đâu mà mẹ phải khổ như thế?" Chị Lượng hiểu những gì con gái nói. Nhưng cuộc đời này đâu phải cứ muốn là làm đâu. Khi người ta gần bước đến ngưỡng tuổi 40, người ta phải suy nghĩ, cân đong đo đếm trước khi đưa ra quyết định của mình. Chị Lượng nhìn con gái và trả lời: "Bố Thành cũng vì túng quẫn quá mà sinh ra như vậy thôi. Chứ trước kia bố con cũng yêu gia đình và quan tâm cho mẹ con mình lắm." Ngân vẫn một mực mà nói: "Nhưng giờ đây bố khác xưa nhiều quá mẹ. Bố chẳng còn biết đến mẹ, chẳng còn biết đến các con và em Đức. Bố suốt ngày say xỉn rồi về đập phá. Sao có thể như thế mãi được hả mẹ? Cuộc đời này ai mà chẳng có sai lầm hả con? Thôi thì mình cứ bao dung cho bố con đi có được không?" "Nhưng người ta chỉ bao dung tha thứ cho những người biết hối lỗi thôi mẹ ạ. Còn như bố con, bố chẳng bao giờ biết mình đã sai, thì tha thứ làm sao được hả mẹ?" Chị Lượng đuối lý trước con gái, chị chỉ im lặng. Chị Lượng hiểu con gái muốn tốt cho mình, nhưng nó đâu có hay
tình nghĩa vợ chồng bao năm không thể nói chấm dứt là kết thúc được. Chị lựa chọn nhẫn nhịn, cam chịu, những mong có ngày anh Thành sẽ tỉnh ngộ. Nhưng đối với Ngân, mẹ thật đáng thương và cũng thật đáng trách. Khác với mẹ của mình, Ngân là cô gái mạnh mẽ. Con bé dám đưa ra ý kiến của mình và dám sống với ước mơ của nó. Những ngày mùa hè đã đến, về gọi về những chùm hoa phượng vĩ, tiếng ếch nhái lại kêu vang, thúc giục những khóm lục bình bung nở sắc tím. Và vậy là mùa thi cũng sắp đến. Ngân vùi mình trong những đề luyện thi, tăng tốc làm những dạng bài từ cơ bản đến nâng cao và giữ tâm thế bình tĩnh trước mỗi kỳ thi cử. Những lần thi khảo sát của trường, Ngân đều nằm trong top đầu, nhưng chẳng vì thế mà cô bé chủ quan. Ngân vẫn luôn tự nhủ để bước vào ngôi trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, không để bản thân có sai sót đáng tiếc nào. Những ngày cuối tháng 6 cũng đến, chị Lượng đèo con gái đến điểm thi mà lòng đầy những hồi hộp. Chị động viên con bình tĩnh nhé, làm hết sức mình là được rồi, đừng áp lực quá. Ngân hiểu được nỗi lòng của mẹ, cô bé đáp lại mẹ bằng một tiếng vâng nhẹ, rồi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Anh Thành tỉnh giấc và biết sáng đó con gái đi thi, nhưng vì biết đã bao lần mẹ xé sách đốt vở của con trong cơn say, nên anh chẳng dám nói ra câu nào. Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn hai mẹ con Ngân đưa nhau đi thi. Thì ra cũng có lúc người đàn ông ấy thấy ăn năn phận mình, nhưng rồi cứ dựa vào là anh lại quên đi tất thảy. Hai ngày thi rồi cũng qua đi, Ngân đã vượt qua bài thi toán ngữ văn tiếng Anh và bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên một cách dễ dàng. Cô bé thoải mái bước ra phòng thi và chờ đợi kết quả. Những ngày chờ đợi kết quả là những ngày dài dằng dặc. Cô bé chẳng có thời gian nghỉ ngơi như lũ bạn cùng trang lứa. Ngân tiếp tục đi làm trên bến sông cùng mẹ mỗi sáng, rồi lại về nhà bán hoa quả phụ mẹ để chị Lượng tranh thủ đi rửa bát thuê. Và tối đến, Ngân lại dạy em Đạt học bài. Nhìn hai đứa con ngoan ngoãn, biết bảo ban nhau, chị Lượng cũng thấy ấm lòng. Hạnh phúc giản đơn chị góp nhặt mỗi ngày giờ đây là từ những đứa con chứ đâu. Sau gần 3 tuần chờ đợi, Ngân đã biết kết quả. Cô chạy ngay ra khúc sông nơi chị Lượng đang buộc những bó lục bình. Ngân reo vui: "Mẹ ơi, con có kết quả rồi." Chị Lượng buông bỏ bó lục bình đang buộc giờ mà chạy lại chỗ con gái hỏi: "Kết quả thế nào hả con gái?" Ngân vui vẻ nói với mẹ: "Bà, môn khối B con xét tuyển vào y khoa trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, con đều được trên 9 điểm mẹ ạ." Chị Lượng chẳng còn biết người mình đang ướt sũng mồ hôi, lấm lem bùn đất nữa. Chị ôm chầm lấy con gái, chị sung sướng mà nói: "Chúc mừng con gái, để hôm nay mẹ về nấu món gì ngon cho hai chị em con ăn nhé." "Dạ vâng ạ." Nói xong, Ngân giúp mẹ đặt những bó lục bình đã buộc đều tăm tắp vào quang cánh, rồi vui vẻ cùng mẹ ra về. Trời đã chiều tà, dẫu chỉ còn một vài giọt nắng còn sót lại trên những chiếc lá lục bình xanh, nhưng trong mắt Ngân, nắng vẫn trải dài, ánh nắng của niềm vui, của một điều tốt lành đang đến. Buổi tối hôm đó, anh Thành vẫn vắng mặt như mọi khi, mâm cơm với những món ăn ngon, nhưng chỉ có ba mẹ con chị Lượng. Thằng Đạt cứ vừa ăn, vừa tấm tắc mà khen: "Chị Ngân nhà mình giỏi quá mẹ nhỉ." Chị Lượng đáp: "Chị cũng phải cố gắng lắm mới có kết quả tốt đó con. Đức đi học có bài gì khó cứ hỏi chị Ngân nhé con." Đạt trả lời mẹ: "Dạ vâng ạ, nhưng chị con đỗ thì chị con lên thành phố học rồi còn đâu." Ngân cười đáp lại em trai: "Thì cuối tuần chị sẽ về chơi với mẹ và em mà." Đạt sung sướng và nói: "Vâng chị ạ." Chị Lượng giục hai con: "Thôi, hai đứa ăn đi, kẻo nguội mất ngon." Và ba mẹ con cứ vừa ăn vừa nói chuyện trong niềm vui. Sau những ngày đăng ký nguyện vọng và chờ đợi điểm chuẩn, Ngân đã biết mình được đủ điểm vào trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là cô sắp trở thành tân sinh viên một trường đại học có tiếng. Vậy là ước mơ trở thành bác sĩ của cô cũng sắp được hiện thực hóa. Rồi ngày nhập học cũng đến, Ngân nói lời tạm biệt mẹ và em trai, rồi bắt xe lên thành phố học tập. Học y khoa chưa bao giờ là dễ dàng, điều đó buộc Ngân phải cố gắng hơn gấp bội. Biết con gái học hành vất vả, thì thoảng chị Lượng lại gửi xe khách chút đồ ăn ở quê, khi là chục trứng gà, lúc lại vài ba cân thịt sạch và những chùm hoa quả theo mùa. Ở nhà chị vẫn cứ đều đặn mà làm việc để kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Để có tiền đủ cho Ngân học đại học, chị Lượng phải nhận thêm nhiều việc khác, ai thuê gì chị cũng làm.
Có ngày thằng Đạt thấy mẹ đến tận 9-10 giờ đêm mới về nhà. Thằng bé dần lớn khôn và cũng đã biết thương mẹ. Nó tự nhủ cũng phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để mẹ không phải phiền lòng. Giờ đây chị Lượng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm quá nhiều về anh Thành. Về đến nhà tắm giặt dọn dẹp nhà cửa xong là chị đặt mình ngủ lúc nào chẳng hay. Nhưng rồi sự chẳng ngờ lại ập đến bên chị. Nhiều khi sóng gió đến xô ngã con người ta, nhưng cũng có khi giông tố đến đánh thức ta tỉnh ngộ. Và lần này bão giông đến làm cả hai điều đó với gia đình chị. Tháng 11 năm ấy, chị Lượng bỗng thấy anh Thành ở nhà nhiều hơn. Anh nằm dài trong phòng với những cơn ho kéo dài. Chị Lượng đi làm về thì chạy vào mà hỏi: "Anh làm sao đó anh Thành?" Anh Thành nhìn vợ bằng con mắt lờ đờ và nói: "Anh không sao, anh chỉ hơi mệt thôi." Chị Lượng trách chồng: "Anh mệt sao không nói với em, để em xuống bếp nấu nồi cháo gà cho anh. Anh ăn xong còn uống thuốc nữa." Anh Thành mệt mỏi chẳng đáp nổi vợ thêm câu nào, anh chỉ gật đầu. Những khi mệt mỏi như thế này, thấy vợ vẫn quan tâm mình, anh Thành thấy mình sai, sai nhiều quá. Suy nghĩ miên man, rồi anh lịm đi lúc nào chẳng hay. Nấu xong nồi cháo gà thơm phức, chị Lượng múc ra tô và mang lên cho anh Thành. Chị gọi nhỏ: "Anh Thành ơi, anh Thành, ngồi dậy ăn bát cháo cho lại sức này." Sau bao tiếng gọi của chị Lượng, anh Thành chỉ hé mở được cặp mắt lờ đờ. Anh lắc đầu chẳng nói chẳng rằng. Hốt hoảng vì thấy chồng ốm yếu quá, chị Lượng nhanh tay bấm điện thoại, gọi xe taxi và đưa anh lên bệnh viện đa khoa tỉnh. Nhập viện xong và được bác sĩ thăm khám rồi truyền nước, anh Thành đã thiếp đi một giấc. Chị Lượng nhớ lại lần mình từng ở viện vì chồng cũ gặp tai nạn xây dựng. Chị sợ hãi, lo sợ vô cùng. Dù anh Thành đã sai, nhưng chị sợ phải mất đi anh. Chị đứng ngoài chờ đợi mà lòng đầy những ngổn ngang. Chị vội gọi cho Ngân. Sau những hồi chuông kéo dài, Ngân bắt máy và hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con nghe đây ạ. Sao hôm nay mẹ lại gọi cho con giờ này?" "Con ơi, bố con phải nhập viện cấp cứu rồi." Thấy mẹ lo sợ, Ngân nói: "Mẹ cứ bình tĩnh, con sẽ về viện tỉnh ngay." Chị Lượng trả lời: con về ngay đi con nhé." Và sau những khoảnh khắc chờ đợi, bác sĩ bước ra và hỏi: "Cho hỏi, ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Thành ạ?" Chị Ngân vội chạy đến và nói: "Dạ có tôi là vợ anh Thành. Mời chị vào phòng, tôi có vấn đề muốn trao đổi với chị ạ." "Dạ vâng." Nói rồi chị Lượng đi theo bác sĩ vào phòng riêng để trao đổi về tình hình sức khỏe của anh Thành. Chị ngồi xuống ghế và hỏi: "Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi tình hình sức khỏe của chồng tôi ạ." Bác sĩ nhìn phiếu chụp X-quang và các tờ giấy xét nghiệm thì nói: "Cơ thể của anh Thành đang có dấu hiệu suy nhược và gan của anh nhà đang bị viêm, có xuất hiện sẹo mô gan dẫn đến xơ gan. Cũng may gia đình đưa anh Thành đến bệnh viện sớm, nếu không tình trạng của anh ấy còn nguy hiểm hơn. Bệnh tình của chồng tôi như vậy thì phải điều trị bằng pháp đồ nào ạ?" "Chị cho tôi hỏi, anh nhà có thường xuyên uống rượu không ạ?" Chị Lượng thành thật nói: "Nhà tôi mấy năm nay có uống rượu ạ." Bác sĩ nói: "Vấn đề căn bản nhất lúc này là gia đình cần khuyên anh ấy cai rượu càng sớm càng tốt. Còn về phía bệnh viện, chúng tôi sẽ kê thuốc cho anh Thành để kiểm soát viêm gan siêu vi." "Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ." "Không có gì, nếu cần chúng tôi tư vấn gì chị cứ hỏi nhé." "Dạ vâng, chào bác sĩ." Chị Lượng cầm phiếu kết quả xét nghiệm và chụp X-quang về phòng thì thấy anh Thành vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Chị nắm lấy tay anh và cầu mong sao cho bệnh tình của anh mau khỏi. Chị nghĩ lại quãng đời cơ cực của mình, chị trải qua giây phút sinh ly tử biệt, nên giờ đây chị sợ phải đối diện với bệnh tật và ốm đau. Chị cứ nắm chặt lấy tay anh, chẳng muốn buông ra. Dù cho trước kia anh đã từng bỏ bê con cái, dù cho anh đã từng quên đi trách nhiệm với gia đình, nhưng giờ đây chị chẳng còn đọng lại chút giận hờn nào với anh. Bất chợt anh Thành tỉnh dậy, anh hỏi vợ: "Anh đã vào viện bao lâu rồi em?" Chị Lượng mừng rỡ vì chồng đã tỉnh, chị nói: "Anh vào viện được gần nửa ngày rồi ạ." Sau bao ngày chìm đắm trong men say, anh Thành thực sự đã tỉnh. Miệng anh đắng ngắt, người rệu rã và mệt mỏi. Anh thấy bản thân thật chẳng ra làm sao, chỉ vì chút vấp ngã, chút áp lực mà tự mình hủy hoại đi sức khỏe của mình, làm gánh nặng cho vợ con. Anh nhìn chị Lượng đang lấy nước cho anh. Đã lâu lắm rồi anh mới có giây phút ngắm nhìn chị từ phía sau. Cuộc sống mưu sinh khiến cho chị Lượng gầy đi nhiều. Chị Lượng cầm cốc nước đến bên anh và nói: "Anh uống cốc nước cam đi cho lại sức. Anh nghỉ ngơi một chút, rồi em múc bát cháo em bón cho anh ăn nhé." Thành nhớ lại trước đây, có lần say,
anh đã đẩy chị Lượng ngã, thậm chí có những khi anh đánh đập chị. Vậy mà giờ đây chị vẫn cạnh bên anh. Anh Thành cầm lấy cốc nước cam và nói: "Em này, anh xin lỗi em nhiều lắm, vì anh mà em khổ. Sao em không bỏ Quách anh đi cho rảnh nợ?" Chị Lượng suy nghĩ rồi đáp lại chồng: "Tình nghĩa vợ chồng đâu thể nói bỏ là bỏ đâu anh. Em ở lại bên anh vì mong muốn anh thay đổi, vì các con cần một mái ấm gia đình." Thành áy náy bảo: "Anh sai rồi, thật sự anh đã sai rồi." Chị Lượng ngồi xuống và an ủi chồng: "Anh đừng trách bản thân mình nữa. Giờ em chỉ cần anh mau khỏe và về nhà với mẹ con em. Anh phải hứa với em đừng uống rượu nữa, vì anh đang bị xơ gan đó." Thành nói: "Chỉ cần em tha thứ cho anh hứa sẽ quyết tâm cai rượu. Em có thể tin anh thêm lần nữa được không?" Chị Lượng gật đầu đồng ý. Chính tình cảm chân thành và tấm lòng bao dung của chị Lượng đã cảm hóa anh Thành. Và quả đúng là với những người đang khỏe mạnh, mình có khuyên can họ đừng uống rượu vì nó độc hại thì họ cũng bỏ mặc ngoài tai. Nhưng khi đứng trước bệnh tật, đứng trước sự sống còn thì họ mới có thể sực tỉnh. Sau vài năm làm bạn với chén rượu, anh Thành giờ đây nghĩ đến rượu thôi đã nôn nao hết người. Anh rùng mình vì chẳng hiểu sao mình có thể uống thứ nước đắng và tê tê ở đầu lưỡi ấy. Ngân đã về đến bệnh viện tỉnh từ bao giờ? Cô bé đứng ở ngoài và nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bố mẹ. Cô mừng trong lòng vì bố Thành cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của bản thân. Đợi bố mẹ nói chuyện xong, cô mới bước vào. Cô hỏi thăm anh Thành: "Bố thấy trong người như thế nào ạ?" Anh Thành nói: "Bố đỡ hơn nhiều rồi. Con từ thành phố về đây à?" Ngân ngoan ngoãn đáp lời bố: "Dạ, nghe mẹ báo tin con về ngay đây. Bố phải cố gắng ăn và uống thuốc đều đặn vào nhé. Bố nhớ rồi, bố khiến hai mẹ con vất vả rồi." Ngân chỉ mỉm cười và nói: "Không có gì mà bố. Mẹ con chỉ mong sao bố mau khỏe để được về nhà mà thôi." Lặng im một hồi rồi anh Thành nói: "Ngân này, trước kia vì rượu chè mà bố đó có hành động không phải với con tha thứ cho bố nhé." Ngân nhìn bố và trả lời: "Dạ vâng ạ, chỉ cần bố nhận ra lỗi lầm thì gia đình mình sẽ lại như xưa." Thế là cả ba người họ cùng nhìn nhau mỉm cười, họ nắm chặt tay nhau để bước về phía trước. Những ngày nằm ở bệnh viện, chứng kiến bao nhiêu người lìa xa cõi đời, rời xa vợ con vì bệnh tật rượu bia, anh Thành thấy trân trọng sự sống vô cùng. Anh mong mình sớm được về nhà để làm lại cuộc đời một lần nữa. Sau những ngày nằm ở viện, anh Thành cuối cùng cũng đã được ra viện. Chị Lượng và anh Thành cùng thu dọn đồ đạc để lên taxi về lại xóm đoài. Chiếc taxi đi qua cung đường thênh thang lộng gió và đưa vợ chồng anh chị về làng. Chiếc taxi dừng ở đầu xóm, cạnh bên bờ con nước quê hương. Vợ chồng chị Lượng trả tiền và chào bác Tài rồi ra về. Vừa xuống xe, họ đã nhìn thấy Ngân và Đạt đã đứng đợi bố mẹ từ lúc nào. Anh Thành bất ngờ mà hỏi: "Bố tưởng con đang đi học mà Ngân, sao giờ con lại ở nhà thế này?" Ngân mỉm cười và đáp lại bố Thành: "Dạ, nay con xin nghỉ để về nhà đón bố mẹ trở về ạ. Sáng mai con sẽ lên thành phố sớm bố ạ." Thằng cu Đạt nhanh mồm mà nói: "Bố mẹ để con xách đồ cho." Chị Lượng đưa đồ cho con trai và bảo: "Đạt được việc phết rồi đấy." Và thế là gia đình bốn người họ cùng nhau bước chân về nhà. Họ thong dong vừa đi vừa ngắm nhìn những khóm lục bình đứng cạnh nhau. Mùa cuối năm, lục bình chẳng còn nhiều những bông hoa tím biếc, nhưng ở đó vẫn là một màu xanh trải dài đầy sức sống. Kiếp lục bình lênh đênh trên sông, nhưng vẫn luôn vươn mình đón ánh nắng sớm mai. Qua bao sóng gió, lục bình vẫn cạnh bên nhau. Và qua đi bao bão giông, gia đình chị Lượng vẫn bước đi cùng nhau đầy hạnh phúc. Lá lục bình vẫn xanh, lòng người vẫn sáng lên một niềm tin hy vọng. Chị Lượng nhớ lại những ngày gắn bó mưu sinh nơi dòng sông và thắp lên một tia sáng mới về những ngày bình yên. Còn Ngân, cô bé nhìn những bông hoa tím hiếm hoi nở trái mùa và nghĩ về sự bao dung. Ai đó đã từng nói, sắc tím của lục bình còn là biểu tượng của sự tha thứ. Ngân hiểu ra rằng, khi có đủ lòng vị tha thì niềm tin sẽ được thắp sáng. Cả nhà đang tin tưởng và hy vọng về sự đổi thay của anh Thành. Như vậy, anh Thành đã nhận ra mình sai, đã quay về, cũng còn may. Nẻo về của anh còn có gia đình và vợ con ở bên trợ giúp. Quay đầu là bờ, anh đã biết về với cuộc sống gia đình, về với những bình yên chờ đón mình. Chắc chắn gia đình này sẽ hạnh phúc
bởi vì họ đến với nhau bằng tình yêu thương, và tình yêu thương đã níu giữ họ ở lại với nhau mãi mãi.